Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 198. Bạch Dương Huyền ngẩn người, sau đó hỏi, vậy hắn đâu rồi? Ở bên kia, Bạch Bích Tiêu tiện tay chỉ về một hướng. Bạch Dương Huyền thuận theo hướng chỉ của nàng nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên đang đứng đối diện với Sa Văn Đạt. Tiểu tử ngươi không chết sao? Ánh mắt Sa Văn Đạt hiện lên sự kinh nghi, không ai có thể giữ được mạng sống dưới xích bàn lôi tiêu trận của ta, trừ phi a, ta hiểu rồi, tiểu tử ngươi nhất định đã dùng pháp bảo nào đó để chạy trốn. Hạ Thiên nhếch miệng, con cá trạch ngươi còn chưa mạnh bằng muội muội chân dài của ta đâu. Tiểu tử, ngươi không chết, điều này rất tốt. Sa Văn Đạt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, chợt quát, ngươi chính là người đã giết cháu ngoan của ta. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Tên ngớ ngẩn kia tự mình muốn chết, ta chỉ hảo tâm tác thành cho hắn ta mà thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hờ hững nói, ngươi không cần kích động. Nếu muốn cảm tạ ta, đưa tiền là được rồi. Không có tiền thì có chỗ tốt nào cũng được, ta sẽ không từ chối. Tốt, rất tốt. Sa Văn Đạt tức quá hóa cười, khoát tay, kim quang nổi lên, đánh tới lồng ngực Hạ Thiên. Hạ Thiên, mau tránh ra. Bạch Dương Huyền nhìn thấy, không khỏi giật mình, lập tức quát to, đó là xích diễm bôn lôi trưởng, người không chịu nổi đâu. Đáng tiếc, lời nhắc nhở quá chậm. Bành! Trưởng phong đánh thẳng vào tim Hạ Thiên, lôi ý vô tận toàn bộ đánh vào cơ thể Hạ Thiên, trực chỉ trái tim. Ha ha, người đúng là ngu xuẩn muốn chết, lại không chịu tránh. Sa Văn Đạt một trưởng đắc thủ. Không khỏi cười to, chỉ trong thời gian một hơi ngắn ngủi, không, thậm chí một phần mười hơi thở cũng không cần, cả người ngươi đã bị lôi ý của lão phu xé nát. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên xuất hiện, phủi phủi ngực của mình, chút khí lực đó của ngươi ngay cả gãi ngứa cho ta còn không đủ. Sa Văn Đạt nghe xong, không khỏi nổi giận, lại một trường nặng nề đánh về phía Hạ Thiên, ác loại mặt đất, lão phu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lôi long bạo minh xuyên thẳng qua người Hạ Thiên. Vẫn còn thiếu một chút. Hạ Thiên ngáp một cái, lão đầu nhi, người già rồi nên không còn khí lực hay sáng nay ra ngoài còn chưa ăn cơm. Chịu hai trưởng, Hạ Thiên chẳng những lông tóc không thương, thậm chí còn cảm giác tĩnh linh văn bị nới lỏng ra. Nữa đi, đánh thêm mấy trưởng nữa, tuyệt đối đừng khách sáo. Hạ Thiên mỉm cười nói với Sa Văn Đạt, dùng đến 10 thành khí lực của ngươi, 12 thành cũng được. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Sa Văn Đạt cảm thấy giống như bị sỉ nhục lớn lao, lão phu sẽ đánh ngươi nát thành cặn bã. Bành! Một trưởng của Sa Văn Đạt gần như dùng 12 phần khí lực. Đáng tiếc, mặt Hạ Thiên vẫn không có biểu cảm gì. Không thể nào, Sa Văn Đạt cả kinh đến miệng không thể khép lại được, bôn lôi trưởng 12 thành thần lực của lão phu, ngay cả ngũ đế cũng không đỡ được. Hạ Thiên nhếch miệng, điều này nói rõ ngũ đế cũng chỉ là hàng giả mà thôi. Không thể nào, loại sâu kiến mặt đất như ngươi làm sao có thể chịu được trưởng lực của lão phu. Sa Văn Đạt không cách nào tiếp thu được hiện thực này, vận hết toàn bộ thần lực trong cơ thể một lần nữa đánh tới Hạ Thiên. Lão đầu nhi, ngươi không xong đúng không? Tâm trạng Hạ Thiên có chút khó chịu, vung tay tát một cái. Bốp! Một cái tát tới, mơ hồ có chút kim mang hiện lên. Sa Văn Đạt vốn còn đang khinh thường, tiếp theo cả người liền bay ra ngoài. Không đợi ông ta đứng lên, một hoa văn màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt ông ta, sau đó nhanh chóng lan khắp toàn thân. Chưa đến nửa giây, nó đã phong bế đan điền khí hải, kinh mạch, khổng khiếu của ông ta lại. Cái này là tĩnh linh văn. Sa Văn Đạt sợ hãi không hiểu, giãy giụa muốn đứng dậy, kết quả phát hiện không hề có chút khí lực nào, không. Là phong linh văn cao hơn, nhưng ngươi chỉ là một phàm nhân mặt đất, làm sao có thể dùng được thần văn như thế? Ta không biết ngươi đang nói cái gì nữa. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi bị một bà tai làm cho choáng váng rồi à? Ngươi đừng có mà đắc ý, mặc dù ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn quỷ dị gì, nhưng trước mặt bạch đế bổn tộc, ngươi chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Sa Văn Đạt bỗng dưng lấy một lá bùa từ trong ngực ra. Cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Hạ Tiên Sinh, không cần nhiều lời, mau giết ông ta đi. Lúc này, Bạch Dương Huyền có chút sao động, vội nói với Hạ Thiên, đừng cho ông ta có thời gian để gọi người khác đến. Bằng không, chúng ta nhất định sẽ phải chết.
Muộn rồi, Sa Văn Đạt nhếch miệng cười, cung thỉnh Bạch Đế Kim tộc hàng tôn. Quả nhiên, đạo phù kia vừa đốt lên, lập tức vỡ ra một khe hở khổng lồ. Bạch Đế, Hạ Thiên cảm thấy hứng thú, là thứ đồ gì vậy? Vù! Bên trong kẽ nứt, đầu tiên là bay ra 6 thanh kiếm khí màu trắng. Trong đó, tốc độ 5 thanh kiếm khí cực nhanh, không đợi Hạ Thiên phản ứng kịp đã đính tứ chi của hắn lại. Còn thừa một thanh vẫn không đâm vào. Mạo phạm thiên uy, tội đáng chém. Một người trẻ tuổi mày trắng mặc kim bào từ trong khe nứt chậm rãi bước ra. Tham kiến Bạch Đế bệ hạ. Sa Văn Đạt nhìn thấy người này, lập tức quỳ xuống. Ngay cả Bạch Dương Huyền cũng không thể không quỳ xuống. Bạch Thi Tình và Bạch Bích Tiêu không muốn quỳ, nhưng khiếp sợ uy nghiêm vô thượng cùng cảm giác áp bách khổng lồ, hai người không thể không quỳ rạp trên mặt đất. Hừ, Sa trưởng lão, người đúng là phế vật. Người trẻ tuổi mày trắng lạnh lùng nhìn Sa Văn Đạt, bên trong ánh mắt màu vàng tràn ngập sự khinh bỉ, chỉ là một phàm nhân mặt đất, vậy mà ngươi cũng đánh không lại, quả thật mất hết mặt mũi thần tộc chúng ta. Vâng, lão nô có tội. Mồ hôi Sa Văn Đạt rơi như mưa, nhưng cũng không dám có chút oán giận, đành phải giải thích, nhưng xin bệ hạ cho lão nô bẩm báo. Tiểu tử này có chút cổ quái, trên người rõ ràng có tính linh văn nhưng vẫn có thể sử dụng linh khí, hơn nữa còn. Im ngay, người trẻ tuổi mày trắng hiển nhiên lười nghe mấy cái cớ như thế, chỉ quát lớn, ngươi nói phàm nhân kia có gì lạ, chẳng lẽ việc diệt đi tiện tộc phi diệp tộc cũng làm khó ngươi sao? Bạch Dương Huyền chấn kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên, Bạch Đế, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nghe không hiểu sao? Người trẻ tuổi mày trắng cười nhạo một tiếng, bên trong ánh mắt màu vàng óng hiện lên sự khinh miệt, ngũ đế và hội trưởng lão đã trải qua thương lượng. Quyết định tiêu diệt 7 tộc thụ giới sơn, trong đó có phi diệp tộc các ngươi. Không muốn chết cũng được, người hãy giao mảnh vỡ thần hạch truyền thừa từng thế hệ trong tộc ra đây, hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày rời khỏi sơn hải giới. Nếu không, các ngươi sẽ bị tru diệt, một tên cũng không để lại. Vì sao, Bạch Dương Huyền nghe được tin tức, không khỏi chừng muốn rách cả mí mắt, chúng ta là một trong sơn hải bách tộc, cùng nhau di chuyển đến đây từ mấy vạn năm trước. Tiêu tổ phi diệp tộc chúng ta cũng đã cống hiến cho việc kiến tạo sơn hải giới. Người trẻ tuổi mày trắng cười nhạo một tiếng, tiên tổ phi diệp tộc các ngươi là ma tộc, không xứng đánh đồng với đại hoang thần tộc cao quý như chúng ta. Có thể để các ngươi ở lại sơn hải giới mấy vạn năm đã là nhân tận nghĩa tận lắm rồi. Về sau, mà tính các ngươi khó sửa đổi, nói không chừng còn bị cắn ngược bất cứ lúc nào. Cho nên, ta vẫn nên tận lực thanh trừ cho thỏa đáng. Ngươi quả thật đang thả dám chó mà. Bạch Dương Huyền nghe xong, như muốn nổ tung, muốn đoạt mảnh vỡ thần hạch, ngươi cứ nói thẳng, ta còn để mắt đến các ngươi, thậm chí còn giao ra cho các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng những muốn mảnh vỡ thần hạch, còn muốn mệnh hồn của chúng ta. Cho nên, ta không thể cho các ngươi. Không quan trọng, người trẻ tuổi mày trắng cười nhạo, khoát tay một cái, đánh ra 3 đạo kiếm khí màu trắng, trong nháy mắt đính Bạch Dương Huyền vào vách đá phía xa. Chỉ là sâu kiến mà thôi, lại còn dám kêu gào với bổn đế. Cha! Bạch Bích Tiêu kinh hô một tiếng, ta liều mạng với ngươi, a! Lời còn chưa nói hết, người đã bị đánh bay ra ngoài. Người như ngươi không xứng làm ngũ đế. Bạch Thi Tình cũng phẫn nộ không thôi, từ trong tay áo bay ra một thanh tiểu kiếm màu xanh, thẳng đến cổ họng đối phương. Người trẻ tuổi mày trắng có chút khinh thường hừ nhẹ, chút thủ đoạn này cũng dám ra tay với bổn đế. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Bây giờ ta giết 3 cha con các ngươi trước, sau đó sẽ đến diệt phi diệp tộc. Các ngươi giết hại đồng tộc như vậy, chẳng lẽ các ngươi không sợ thần hạch hạ xuống thiên phạt sao? Bạch Thi Tình nhìn không được gào lên, thần hạch không phải là công cụ để các ngươi tùy ý lấy ra dùng. Năm đó, vô số tiền bối từ bỏ cơ hội chuyển sinh, dung nhập mệnh hồn vào trong thần hạch chính là muốn vĩnh viễn bảo vệ toàn bộ thần tộc. Bây giờ, các ngươi lại cướp lấy sức mạnh của nó, biến nó thành công cụ nghiền ép các đồng tộc khác. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Quả nhiên là ma dân thì ma tính khó mà sửa đổi, còn dám vung tay múa chân với đại hoang thần tộc chúng ta. Bên trong ánh mắt màu vàng của người trẻ tuổi mày trắng hiện lên sát cơ, tư thái cao lâm thiên hạ, giống như ban ân, điểm ra một thanh kiếm khí màu trắng, bổn đế sẽ để cho ngươi lĩnh giáo một chút cái gì gọi là thiên phạt. Dừng tay! Bạch Dương Huyền bị định trụ trên vách đá, không thể động đậy,
đành phải lên tiếng, ta giao mảnh vỡ thần hạch cho các ngươi, ngươi mau thả con gái, còn có tộc nhân của ta ra. Muốn giết thì cứ giết một mình ta thôi. Cha, chị em Bạch Thị cũng bị đính bên cạnh, nghe xong liền kêu lên, chúng ta là người một nhà, muốn chết thì cùng chết với nhau. Bạch Dương Huyền giống to, nếu ngươi dám làm loạn, ta sẽ hủy đi mảnh vỡ thần hạch, không bao giờ giao cho ngươi. Thật khiến người ta phải cảm động. Đáng tiếc bổn đế nghe xong lại cảm thấy buồn nôn, người trẻ tuổi mày trắng khinh thường nói, sau đó ném kiếm khí màu trắng to lớn đến. Sa Văn Đạt cũng cười nhạo, giết sạch các ngươi, dùng mệnh hồn toàn tộc các ngươi ngưng luyện ra, vẫn có thể thu hồi mảnh vỡ thần hạch như cũ. Các ngươi chết không yên đâu, tâm Bạch Dương Huyền như cho tàn, lại càng hối hận không thôi. Ông đã sớm nhận ra ý đồ của những người này, chỉ là ông vẫn cứ ôm huyễn tưởng. Cảm thấy nói thế nào thì mọi người cũng có cùng nguồn gốc, ngũ tộc không thể nào động sát cơ được. Sự thật chứng minh, đám người kia chẳng những muốn giết ông, hơn nữa còn muốn chảm tận giết tuyệt. Bù! Kiếm khí màu trắng vừa chém tới ba cha con Bạch Dương Huyền, bỗng nhiên phát ra một âm thanh giống như dã thú sắp chết. Tiếp theo, bành một tiếng, ầm ầm vỡ nát. Là ai dám làm hỏng chuyện của bổn đế? Người trẻ tuổi mày trắng nổi giận quát một tiếng. Linh uy bốn phía, chấn động xung quanh đất rung núi chuyển. Ban đầu, Bạch Thi Tình và Bạch Bích Tiêu đã nhắm mắt chờ chết, kết quả thấy mình vẫn còn chưa chết, không khỏi mở mắt ra. Hạ Thiên, Bạch Bích Tiêu nhìn thấy một bóng người, không khỏi kinh hỉ, ngươi không chết sao? Hạ Thiên nhếch miệng, chỉ mấy luồng kiếm khí rách nát, làm sao có thể giết được ta? Ngươi không chết. Ánh mắt người trẻ tuổi mày trắng ngưng tụ lại. Lộ ra sự phẫn nộ, có thể thoát khỏi ngự khí thần quang kiếm của bổn đế, ngươi cũng được xem là một nhân vật, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Hạ Thiên khinh thường nói, kiếm khí của ngươi chẳng có gì ly kỳ. Nếu không phải trên người ta có hoa văn, một quyền của ta cũng có thể đánh nát nó. Dõng dạc, người trẻ tuổi mày trắng cười nhạo, khoát tay một cái, sáu luồng kiếm khí bay ra ngoài, giống như mãnh thú nhào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khó chịu nói, chiêu thức giống nhau cũng không cần dùng nữa, nó hoàn toàn vô dụng đối với ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng là tự tìm đường chết, Sa Văn Đạt nhìn thấy, trong lòng sảng khoái không thôi, ngự khí thần quang kiếm của bệ hạ được lĩnh ngộ từ thần hạch, có thần lực riêng, không ai có thể. Sa Văn Đạt còn chưa nói xong. Sáu luồng kiếm khí đã bị một quyền của Hạ Thiên tiện tay đánh nát. Còn có chuyện này sao? Người trẻ tuổi mày trắng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt màu vàng không khỏi phát run, không thể nào. Hạ Thiên cười nói, có cái gì là không thể chứ? Ngươi, trên người ngươi rõ ràng có tính linh văn, vì sao ngươi vẫn còn có thể vận linh lực phản kích? Sa Văn Đạt hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, ông ta chịu một kích của Hạ Thiên. Kết quả ông ta liền bị phong linh văn phong kín. Hạ Thiên hờ hững nói, mặc dù cái thứ hoa văn đó đã phong bế kinh mạch của ta, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Có ý gì, Sa Văn Đạt nghe không được rõ cho lắm. Đúng vậy, ta cũng có thể dùng nó. Hạ Thiên mỉm cười nói, hơn nữa còn dùng rất tốt đấy. Không thể nào. Người trẻ tuổi mày trắng nghe được Hạ Thiên nói. Lập tức gào to, tĩnh linh văn là thần văn chỉ có đại hoang thần tộc chúng ta mới có thể sử dụng được. Một phàm nhân mặt đất như ngươi không có khả năng dùng đến. Hạ Thiên ung dung nói, tin hay không tùy ngươi. Yêu nhân, ngươi nhất định là yêu nhân. Ánh mắt nam nhân mày trắng hiện lên sự kinh hoàng, nhưng rất nhanh chuyển sang sát ý nồng đậm, bây giờ bổn đế sẽ giết chết yêu nhân ngươi. Một lát sau, vô số khí tức màu trắng bốc lên, ngưng tụ thành vô số kiếm khí. Chẳng có chiêu thức gì mới à? Hạ Thiên có chút thất vọng lắc đầu, vậy thì ta không cần lãng phí thời gian với ngươi nữa. Nam nhân mày trắng giơ ngón giữa và ngón trỏ điều khiển kiếm khí màu trắng đầy trời, chỉ về phía trước, bổn đế sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thần, a. Đáng tiếc, lời còn chưa nói xong, nắm đấm của Hạ Thiên đã đến trước mặt. Bành! Nắm đấm oanh chúng, nện gãy mũi nam nhân mày trắng. Một lát sau, dường như có kim quang nhấp nháy. A, à, nam nhân mày trắng vốn có chút khinh thường, cảm thấy nắm đấm kia không có gì lạ, làm sao có thể tổn thương được hắn ta cơ chứ. Kết quả sau một giây, hắn ta đã há miệng rú thảm. Không thể nào.
Sa Văn Đạt mở to mắt, không thể tin nổi, bệ hạ chính là huyền hạo thánh thể duy nhất của kim tộc ta, trừ phi là chân tiên hàng thế, nếu không, không ai có khả năng tổn thương được ngài ấy. Bạch Dương Huyền cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến giờ, ông chưa từng nhìn thấy ngũ đế bị thương, cũng chưa từng nghe nói qua bọn họ sẽ bị thương. Nghĩ không ra bây giờ ông lại được mở rộng tầm mắt. Thì ra ngũ đế cũng bị thương giống người bình thường thôi. Bạch Bích Tiêu không nhịn được chế giễu một câu. Yêu nhân ngươi cũng dám làm vậy với bổn đế, a? À. Nam nhân mày trắng há miệng gầm thét với Hạ Thiên, kết quả còn chưa dứt lời đã bị đánh một quyền. Lần này, răng trong miệng bị đánh nổ. Không thể nào, tại sao trên người bổn đế lại có phong linh văn? Nam nhân mày trắng cảm nhận được sự đau đớn không thể chịu đựng được, càng quỷ dị hơn chính là hắn ta phát hiện mình không thể rút ra thần lực, bởi vì trên người hắn ta xuất hiện phong linh văn màu vàng. Hạ Thiên nhếch miệng, bổn đế, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc thì có. Sa Văn Đạt kêu lên, đúng đúng, vừa rồi lão nô chịu một quyền của hắn xong, trên người cũng xuất hiện phong linh văn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân mày trắng sợ hãi không thôi, quát hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói, là người đến xử lý ngươi chứ sao? Trong lòng nam nhân mày trắng dâng lên một sự tự ngạo không cách nào buông bỏ, quát lớn với Hạ Thiên, bổn đế là một trong đại hoang ngũ đế, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng không dám giết ta, ngươi cũng tuyệt đối không giết được ta. Nếu bổn đế có gì bất chắc, tứ đế còn lại cùng với hội trưởng lão sẽ nhanh chóng đuổi tới. Đến lúc đó, ngươi, bao gồm luôn người phía sau ngươi, người thân của ngươi đều vạn kiếp bất a. À. Ta chẳng quan tâm ngươi là bổn đế hay là yên đế, ta nói muốn xử lý ngươi thì nhất định sẽ xử lý ngươi. Ai đến cũng vô dụng mà thôi. Hạ Thiên vừa nói vừa đánh tới một quyền. Phốc, nam nhân mày trắng há miệng phun một ngụm máu ra ngoài, thật sự không chịu nổi. Thể chất của hắn ta bao gồm luôn thần lực đều bị phong bế. Hiện tại, hắn ta chẳng khác gì phàm nhân. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn ta nhất định sẽ chết, thậm chí ngay cả mệnh hồn cũng không cách nào quay trở về thần hạch. Trước phải bảo mệnh, chờ trở lại thần hạch, giải khai phong linh văn xong, hắn ta đến chém tiểu tử kia thành muôn mảnh cũng không muộn. Vừa nghĩ đến đây, hắn ta lập tức cầu xin, đừng, đừng đánh nữa, bổn ta nhận thua. Cũng không phải đánh nhau, người nhận thua có ích gì. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến, vẫn một quyền đánh tới. Nam nhân mày trắng hoàn toàn không nghĩ đến tên tiểu tử đó không nói võ đức, thân là một trong ngũ đế, cho dù hắn ta nhận thua, nhưng cũng không muốn đổi lấy một chút thương hại của đối phương. Nam nhân mày trắng cảm thấy không thể nói thêm được nữa, rút một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, phun vào một ngụm máu rồi quát lớn. Ngũ đế thần lệnh, thần hạch khải, mau đến cứu ta. Ai đến cũng không cứu được ngươi đâu. Hạ Thiên lại một quyền đánh tới. Nam nhân mày trắng không còn khí tức, tiếp theo một sợi khí tức màu trắng từ trong cơ thể hắn ta lượn lờ dâng lên, nhanh chóng bay về phía xa. Bạch Thi Tình lập tức nói với Hạ Thiên, đó là mệnh hồn của hắn ta, đừng để nó trở lại thần hạch. Nếu không, chúng ta xong đời rồi. Không sai, nhất định phải ngăn mệnh hồn của hắn ta lại. Bạch Dương Huyền nói với Hạ Thiên, trọng ngực của ta có một lá bùa có thể định trụ mệnh hồn của hắn ta, kéo dài được thời gian, chúng ta cũng có thể trốn khỏi nơi này. Hạ Thiên khoát tay, không cần phải như vậy. Bạch Dương Huyền nghe xong, vội tiếp tục khuyên, Hạ Tiên Sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng tự đại. Bạch Đế là người trẻ nhất trong ngũ đế, thực lực yếu nhất. Ngươi dùng tà, xảo pháp để phá, chiếm được tiên cơ, nhưng tứ đế còn lại đều là thần tộc tu hành hơn ngàn năm. Trong hội trưởng lão lại càng có một vị lão thần tộc sống trên vạn năm, tuyệt đối không thể địch lại. Chúng ta tạm lánh trước vẫn thỏa đáng hơn. Bất kể tứ đế hay là hội trưởng lão, ai đến ta sẽ xử lý người đó. Hạ Thiên khinh thường nói, mấy loại có thực lực như vậy cũng không phải đồ cổ, không phải cứ lâu là lợi hại. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, khí tức mệnh hồn màu trắng đã bay vào trong khe nứt, biến mất không thấy đâu. Lần này xong rồi. Bạch Dương Huyền nhìn thấy, lắc đầu cười khổ, với tính cách có thù tất báo của Bạch Đế, hắn ta tất nhiên sẽ giết sạch thần tộc không nghe hiệu lệnh. Sơn Hải giới lại một lần nữa bốc lên gió tanh mưa máu. Chưa đến nửa giây, khí tức mệnh hồn của nam nhân mày trắng đã nhanh chóng biến mất. Ha ha, lão phu tức cười mất.
Sa Văn Đạt nhìn không được giễu cợt, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mặc dù không biết ngươi đã sử dụng công pháp tà môn gì mới chiếm được tiện nghi nhất thời, nhưng khi tứ đế đến, ngươi nhất định sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, a. À. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên nhếch miệng, một cước đạp bay ông ta ngã xuống chọc thủy. Bây giờ, linh lực của con hàng này bị phong, chẳng khác gì phàm nhân. Rơi vào trong sông hơn phân nửa chết chắc. Sau khi sợi khí tức màu trắng tan biến trong khe nứt, kiếm khí trên người ba cha con Bạch Thị cũng biến mất luôn. Bọn họ nhanh chóng lấy lại được tự do. Tuy nhiên, sau khi khôi phục lại, Bạch Dương Huyền lập tức nói, bây giờ ta phải đi thông cho thần tộc ba vực khác, để bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây, đại họa sắp đến rồi. Nói xong, ông quay sang nói với Hạ Thiên, người cũng mau quay về mặt đất đi. Ngũ đế không phải là người mà ngươi có thể đối đầu. Ở lại đây chỉ có một con đường chết. Không cần, Hạ Thiên khoát tay. Bạch Thi Tình cũng khuyên, Hạ Tiên Sinh, cha ta nói đúng đấy. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt, thần hạch ngũ đế có hạn, tạm thời còn chưa có cách nào đuổi lên mặt đất, ngươi nên rời đi trước đi. Hạ Thiên, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ? Bạch Bích Tiêu cũng không nhịn được, tiến lên kéo lấy tay áo của hắn, bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp. Nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Hạ Thiên vẫn bất sở vi động như cũ. Bạch Dương Huyền nhìn thấy, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Ông nói với hai con gái của mình, được rồi, chúng ta trước tách ra đến những thần tộc gần đây, có thể cứu được ai thì cứu. Các ngươi cũng không cần đi, Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Vì sao? Bạch Thi Tình không hiểu. Tính cách của Bạch Bích Tiêu trước đi thẳng về thẳng, trực tiếp biểu đạt sự bất mãn của mình, cho dù trốn không thoát cũng không thể từ bỏ như ngươi. Có gì cũng phải thử một lần chứ. Xác thực không cần đi nữa. Bạch Dương Huyền bỗng gật đầu tán thành lời nói của Hạ Thiên. Cha, tại sao cha lại, a? À, Bạch Bích Tiêu đang định phàn nàn thái độ của cha nàng, kết quả vừa đưa mắt đã nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ phi diệp giới vực dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang sụp đổ. Bất luận là sông núi hay là mặt đất đều đổ sụp giống như quân bài domino, từ xa đến gần, không ai có thể tránh, cũng không có chỗ trốn. Nơi sụp đổ biến thành một cái hố khí màu trắng sâu không thấy đáy. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Thi Tình kinh ngạc không hiểu. Bạch Dương Huyền thở dài một tiếng, nhận mệnh, không cần nói. Nhất định là ngũ đế và hội trưởng lão khởi động thần mạch một lần nữa hợp sơn hải cửu giới lại làm một. Vậy thì thế nào, Bạch Bích Tiêu không hiểu quan khiếu trong đó. Bạch Dương Huyền cười khổ, chúng ta ai cũng đừng hòng trốn. Tất cả thần tộc đều sinh hoạt dưới mí mắt của bọn họ, mặc cho bọn họ chém giết. Ta thấy mục đích chủ yếu của bọn họ chính là phòng ngừa chúng ta và Hạ Tiên Sinh rời đi. Bạch Thi Tình lạnh lùng nói. Chỉ có cửu giới cùng tan mới có thể phong tỏa hết thảy cửa vào. Bạch Dương Huyền gật đầu, lần này đúng là tai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng hội trưởng lão và tứ đế còn lại nể tình có cùng nguồn gốc mà không để liên lụy quá rộng. Nếu lạm sát kẻ vô tội, khiến cho nhân số thần tộc giảm mạnh, đến lúc đó chỉ sợ thần hạch cũng sẽ bị sụp đổ. Mắt thấy sụp đổ càng lúc càng gần, Bạch Dương Huyền rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy một hạt châu màu xanh biếc ra. Bên trong hạt châu cất giữ một mảnh vỡ lóe lên huỳnh quang. Đây là mảnh vỡ thần hạch truyền thừa mấy vạn năm của phi diệp tộc ta. Hôm nay ta sẽ giao cho ngươi. Bạch Dương Huyền đưa hạt châu cho Hạ Thiên, trịnh trọng nói, ta hy vọng ngươi có thể dẫn hai đứa con gái của ta rời khỏi đây lên mặt đất. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thi Tình kinh ngạc. Bạch Bích Tiêu cũng nói, chúng ta là người một nhà, con chỗ nào cũng không đi. Đừng hồ nháo. Bây giờ không phải là lúc dở tính trẻ con ra. Bạch Dương Huyền nghiêm túc quát mắng một tiếng, ta biết có một lối ra, bây giờ đến đó hẳn còn kịp. Hạ Tiên Sinh, ngươi hãy mang con gái của ta rời khỏi đây. Bạch Thi Tình hỏi, cha, vậy còn cha thì sao? Không cần lo lắng cho ta. Bạch Dương Huyền chậm rãi đứng dậy, kiên nghị nói, ta ẩn nhẫn một đời chính là muốn dàn xếp ổn thỏa. Đáng tiếc, cho dù là vậy. Bọn họ vẫn không chịu buông tha cho ta. Đã như thế, ta sẽ lấy a, Hạ Thiên đâu rồi? Lời còn chưa nói hết, ông chợt phát hiện không thấy bóng dáng Hạ Thiên đâu. Vừa nãy hắn vẫn còn ở đây mà. Bạch Bích Tiêu kinh ngạc nhìn chung quanh, tại sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Bạch Bích Tiêu ngược lại nhìn thấy,
tiện tay chỉ một bóng người càng lúc càng gần cái hồ khí màu trắng, hắn đến đó kìa. Chấm. Bên dưới hồ khí xác thực có một cái động thiên. Sông núi và thiên địa nơi này đều nối thành một mảnh, giống như một quả cầu. Chỉ là quả cầu này theo thời gian dần dần trở nên phẳng hơn, giống như một tờ giấy bị ủi thẳng. Chính giữa tờ giấy có một quả cầu, chính xác mà nói thì giống cái trứng hơn, hoặc nói là kén. Toàn thân nó màu trắng, khoảng 2 mét, bên trong tản ra ánh sáng màu trắng cùng với một luồng khí tức thần thánh lâu đời. Đây là thứ gì thế? Hạ Thiên nhìn chằm chằm cái kén màu trắng kia một lúc lâu, chẳng lẽ đây chính là thần hạch? Ngươi là ai? Lúc này, một tiếng quát chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến, chấn động lỗ tai Hạ Thiên có chút ngơ ngứa. Hạ Thiên chậm rãi đáp, ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Bốn bóng người ba nam một nữ đột nhiên xuất hiện gần Hạ Thiên. Người tự tiện xông vào sơn hải giới chính là ngươi. Một nữ nhân mặc áo tím, dáng người uyển chuyển che mặt khinh thường nói, nhìn bình thường cũng chẳng có gì lạ. Bạch Kính Phương nói thế nào cũng là bạch đế, nhưng lại bị kẻ này giết. Lão đầu áo bào đỏ lạnh giọng quát, mạo phạm thiên uy, tự tiện giết thần tộc, tội đáng chém. Giọng điệu ngang ngược, thái độ nóng nảy. Người áo vàng ngược lại lãnh đạm hơn, nhẹ giọng nói, bạch đế vì kẻ này mà khởi động thần hạch, còn phát ngũ đế lệnh, kim tộc luân lạc đến tình trạng này rồi sao? Nam nhân áo bào xanh cười nói, ngũ đế lệnh đã phát ra, không cần hỏi nguyên nhân, cứ trực tiếp xử lý hết thảy là được. Chỉ là sâu kiến, giết thì giết, cần chi phải lãng phí thời gian của chúng ta. Lão đầu áo bào đỏ tức giận hừ một tiếng, trực tiếp ra lệnh, lão phu khinh thường ra tay. Nếu là như vậy, các ngươi tiến hắn một đoạn đi, thuận tiện thu hết thần lực chư tộc còn lại về, tránh lãng phí thời gian. Này, đám ngu ngốc các ngươi là ai thế? Hạ Thiên nhìn thấy thái độ cư cao lâm hạ của đám người kia, cảm thấy cực kỳ khó chịu, bĩu môi nói, hỏi tên của ta lại không tự giới thiệu, các ngươi không biết lịch sự à? Tục danh của chúng ta, ngươi không xứng biết. Nữ nhân che mặt cười nhạo một tiếng, khẽ quát, chỉ là phù du mặt đất, có thể sinh diệt trong chốc lát, ngươi nên sớm tiến vào luân hồi đi. Danh xưng mà thôi, có gì mà xứng hay không? Nếu ngươi đã muốn biết, ta sẽ cho ngươi biết. Lúc này, nam nhân mặc áo bào xanh ngược lại mỉm cười giới thiệu bốn người cho Hạ Thiên, nữ nhân khẩu khí rất lớn kia là hắc đế của thủy tộc, tên Dạ Hàn Phong. Nữ nhân che mặt có chút tức giận nói với nam nhân áo bào xanh, ngươi nói ai khẩu khí lớn. Nam nhân áo bào xanh không thèm để ý đến, chỉ vào lão đầu áo bào đỏ, vị này thường hay xem mình là lão đại, thật ra lại là lão đầu nhi tính tình nóng này, là xích đế hỏa tộc, tên là Hỏa Trấn Thiên, đúng là đủ tục. Tiểu nhi mộc tộc, ngươi muốn chết đúng không? Hỏa Trấn Thiên nổi giận, làm bộ bóp quyền muốn đánh tới. Nam nhân áo bào xanh vẫn không có phản ứng, chỉ vào nam nhân áo bào vàng, vị này không thích nói chuyện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, là hoàng đế thổ tộc, tên là Cơ Vô Tà. Nói đến đây, nam nhân áo bào xanh chỉ vào mình, nhàn nhã nói, ta là thanh đế mộc tộc, họ Linh, tên Nguyên Cấu. Linh Nguyên Cấu, Hạ Thiên nhếch miệng, là cái thứ đồ chơi gì vậy? Chúng ta là thần tộc chí tôn, đừng dùng chữ đồ chơi để gọi ta. Nam nhân áo bào xanh mỉm cười đắc ý, cộng thêm bạch đế kim tộc Bạch Kính Phương mà ngươi giết, năm người chúng ta chính là chí tôn thần tộc Sơn Hải Giới, cũng là chúa tể tối cao, ngũ đế. Thái độ của Hạ Thiên càng thêm khinh thường, chỉ đám người ngớ ngẩn các ngươi mà cũng xứng gọi là ngũ đế. Cuồng, rất ngông cuồng, thật ngông cuồng, ngươi ngông cuồng đến không biết mùi vị. Linh Nguyên Cấu nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi cười to, tuy nhiên, có như vậy mới thú vị. Xương cốt bên trong sơn hải giới nhiều lắm, khiến cho việc giết người chẳng có thú vị gì cả. Có bản lĩnh thì mới có thể cuồng. Hỏa Trấn Thiên khinh thường nói, tiểu tử này ngay cả tư cách để cuồng cũng không có. Nữ nhân che mặt Dạ Hàn Phong cũng chướng mắt Hạ Thiên, trong lời nói còn mang theo địch ý không cách nào nói rõ, không cần nhiều lời với hắn, cứ trực tiếp đánh hắn thành kiếp cho đi. Này, Dạ Hàn Phong, ngươi cần chi phải nôn nóng như vậy chứ? Linh Nguyên Cấu khoát tay, lộ ra nụ cười có vẻ hứng thú, chúng ta ở đây nhàm chán nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có người đến, bây giờ mà giết chẳng phải sẽ lãng phí lắm sao? Cơ Vô Tà vẫn luôn kiêm lời, nhịn không được liền nói, dạy cho bài học là được,
không cần phải tạo sát nghiệt. Năm người các ngươi nói nhảm xong chưa? Hạ Thiên nhếch miệng, có chút khó chịu nói xong thì cùng nhau lên hết đi. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, thuận tiện gọi cái tên mặt trắng ngớ ngẩn kia đến luôn. Chính hắn ta là người đã truyền tống ta đến đây. Nếu ta đã đến, vậy thì cùng nhau giải quyết hết luôn đi. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế? Linh Nguyên Cấu một lần nữa cười ha hả, sau đó phủi tay, có tứ đế chúng ta ở đây, ngươi còn dám trêu chọc Hắc Bạch Vô Thường. Đáng tiếc, Hắc Bạch Vô Thường sẽ không xuất hiện đâu. Dạ Hàn Phong nói, chờ ngươi chết, có lẽ hắn ta sẽ đến thu mệnh hồn của ngươi. Hỏa Chấn Thiên cười nhạo, nét khinh thường lại càng đậm, chỉ là phàm nhân mặt đất, chết cũng không xứng tiến vào thần hạch, nên để lão phu một quyền đánh cho ngươi thần hồn câu diệt. Lão đầu nhi, ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Hạ Thiên nhìn lão đầu tóc đỏ, vậy thì tới luôn đi, tốt nhất ngươi nên có chút bản lãnh, đừng để ta thất vọng. Linh Nguyên Cấu mỉm cười nói với lão đầu tóc đỏ, Hỏa lão gia tử, người ta đã chỉ đích danh ngươi rồi đấy, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Hừ, vừa lúc ta sẽ sử dụng quyền diễm đánh hắn chết. Hỏa Chấn Thiên cũng không từ chối, ngược lại còn nhếch miệng cười gằn. Ông ta lập tức kéo áo bào đỏ từ trên người xuống, lộ ra một thân hình cơ bắp không tương xứng với tuổi tác, trên người nổi lên hỏa diễm cuồn cuộn, nhiệt khí thiêu đốt không gian xung quanh đến méo mó. Diễm quán trường không, hỏa bất lưu tâm. Hỏa Chấn Thiên siết chặt nắm đấm, đánh một quyền vào hư không. Bành! Một luồng dung nham xuất hiện, một giây sau xuyên thấu cơ thể Hạ Thiên. Tuy nhiên, Hạ Thiên cũng không có phản ứng đặc biệt, chỉ cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Ở đó xuất hiện một cái lỗ, còn trái tim thì biến mất không thấy đâu. Hừ, cũng chẳng có gì hơn. Hỏa Chấn Thiên nhìn thấy lại càng thêm khinh thường, ngay cả một quyền của lão phu cũng không tiếp nổi, đúng là phế vật. Bạch Kinh Phương lại càng phế vật hơn, lại chết trong tay loại A. Ông ta còn chưa nói xong, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt ông ta, lười biếng nói, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, ngươi nên tiếp cho tốt. Cái này, không thể nào. Hỏa Chấn Thiên kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, phát hiện lồng ngực của hắn hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương nào, thậm chí toàn thân trên dưới ngay cả một chút vết cháy cũng không có, không diễm minh của ta rõ ràng đã đánh trúng ngươi, tại sao ngươi lại có thể lông tóc không thương như vậy? Điều này không cần thiết phải nói với ngươi. Hạ Thiên cười hì hì, bóp quyền đánh thẳng vào ngực Hỏa Chấn Thiên. Bành! Đây là một quyền hoàn toàn không có chút sức, không có hỏa diễm, không có cương phong, chỉ là một quyền rất bình thường. Loại quyền này, ngươi cảm thấy sẽ tổn thương được lão phu. Hỏa Chấn Thiên rất nhanh chấn định lại, cũng không thèm đề phòng nắm đấm của Hạ Thiên, ta để cho ngươi đánh thêm 10 quyền nữa cũng chẳng sao. Lão phu là thần tộc chí tôn. Trời sinh thánh diễm chi thể, nắm đấm phàm nhân có thể làm gì được ta? Phốc! Một luồng máu phun ra như suối. Hỏa lão đầu, ngươi Cơ Vô Tà cũng bị giật mình. Phun máu như vậy, cho dù thần tộc cũng chưa chắc chịu đựng được. Nữ nhân che mặt Dạ Hàn Phong lại cười, lờ đễnh nói, chúng ta là thần tộc, cho dù bị thương, chưa đến mấy phút sẽ khôi phục như lúc ban đầu, không chết được đâu. Nhưng thần tộc không phải là thần. Ngay cả tu tiên giả cũng không phải. Tuy nhiên, cả hai đều cướp lấy một phần sức mạnh của tiên thần, hoặc một số quy tắc bên trong thiên đạo, từ đó có thể từ phàm phu tục tử mà trổ hết tài năng. Lão phu là thần tộc, chỉ là vết thương ngoài da, có thể làm gì được ta? Hỏa Chấn Thiên gầm thét một tiếng, cơ thể lập tức dâng lên một luồng diễm khí màu đỏ, vết thương quả nhiên nhanh chóng khép lại. Dựa theo tốc độ khôi phục này, đoán chừng chưa đến 3 giây sẽ bình yên vô sự. Ngươi cho rằng ngươi muốn khôi phục là khôi phục sao? Hạ Thiên cười nói. Hỏa Chấn Thiên không rõ cho lắm, có ý gì? Hạ Thiên cũng không trả lời, bởi vì đối phương rất nhanh đã cảm nhận được dị dạng. Chuyện gì xảy ra thế? Hỏa Chấn Thiên mở to mắt nhìn, đột nhiên phát hiện trên người ông ta nổi lên hoa văn màu vàng. Hoa văn này theo ông ta vận khí tức, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, bao gồm luôn tất cả kinh mạch và khổng khiếu. Đây là Tĩnh Linh Văn. Hỏa Chấn Thiên rất nhanh nhận ra hoa văn màu vàng kia là cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên sự sợ hãi, tại sao ngươi lại biết dùng thuật này? Không đúng, không phải Tĩnh Linh Văn mà là Phong Linh Văn cao hơn. Ánh mắt Cơ Vô Tà ngưng lại,
chấn kinh không hiểu, thậm chí còn là cấm linh văn, là. Nói đến một nửa, hắn ta nuốt câu nói kế tiếp vào lại. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân Bạch Đế chết trong tay của hắn? Dạ Hàn Phong kinh ngạc nói. Lúc này, Linh Nguyên cấu cau chặt lông mày, nghĩ đến chuyện không vui, trên người tiểu tử kia đã lộ ra chân ngựa, các người biết hắn khiến cho ta nhớ đến ai không? Là ai? Cơ Vô Tà hỏi. Dạ Hàn Phong cũng có chút hứng thú, hắn lộ ra chân ngựa gì? Tại sao ta lại nhìn không ra? Dạ Hàn Phong, ngươi nên có chút cảm giác mới đúng chứ? Con mắt màu xanh của Linh Nguyên cấu đảo quanh một vòng, cười như không cười nhìn Dạ Hàn Phong. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dạ Hàn Phong cau mày, có chút tức giận nói. Linh Nguyên cấu hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi quên mất linh văn này là từ đâu mà có? Không phải tiên tổ thủy tộc ngươi, cái người mà xưng là Dạ Đế đã sáng tạo ra sao? Ngươi nói là thần đế Dạ Thiên. Dạ Hàn Phong sửng sốt một chút, sau đó phun ra một cái tên rất xa xưa. Đừng gọi thần đế, hắn ta còn chưa xứng. Linh Nguyên cấu trực tiếp phủ nhận, gọi hắn ta là Dạ Đế đã là để mắt đến hắn ta lắm rồi. Hắn ta là phản đồ Sơn Hải giới chúng ta. Nếu không phải hắn ta mang thần hạch đi, Sơn Hải giới chúng ta sẽ luân lạc đến tình trạng này sao? Việc này còn chưa có kết luận mà, người không nên dùng tên tuổi của một tên phản đồ thành tiên tổ của chúng ta. Dạ Hàn Phong hiển nhiên không tán đồng cách nói của Linh Nguyên Cấu, quả quyết bác bỏ. Linh Nguyên Cấu cũng lười dây dưa chuyện của hơn 2 vạn năm trước, chỉ thẳng vào Hạ Thiên mà nói, không nói chuyện của Dạ Đế, người hãy nhìn tiểu tử này đi, có phải hắn cũng biết điều khiển linh văn không? Đúng là như vậy. Dạ Hàn Phong còn chưa lên tiếng, Cơ Vô Tà đã lên tiếng trước, khi một quyền vừa rồi của hắn đánh trúng Hỏa Chấn Thiên, cũng đã chuyển phong linh văn sang. Tốc độ rất kỳ lạ. Ngay cả ta thiếu chút nữa cũng không phát hiện được. Nhưng hắn không phải người mặt đất sao? Gương mặt Dạ Hàn Phong tràn ngập nghi hoặc, vì sao hắn lại có thể điều khiển được phong linh văn? Quả thật có chút cổ quái. Linh Nguyên Cấu cũng cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, nhất định phải tìm Bạch Vô Thường hỏi một chút, là hắn ta đã truyền tĩnh linh văn vào người tiểu tử này trước, sau đó mới truyền tống hắn đến Sơn Hải giới, trong đó tất có nguyên nhân. Dạ Hàn Phong lên tiếng, hôm nay, Hắc Bạch Vô Thường đang ở thần hạch, để ta gọi Bạch Vô Thường ra đây. Không, để ta, Cơ Vô Tà bỗng nhiên lên tiếng, thực lực hai ngươi vẫn cao hơn ta, nên lưu lại đây đối phó với Hạ Thiên. Ta cảm giác hắn sẽ mang đến kiếp nạn hủy diệt cho Sơn Hải giới chúng ta. Các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Linh Nguyên cấu gật đầu, Vô Tà huynh, ngươi đi nhanh về nhanh. Nếu Hắc Bạch Vô Thường không muốn đến, ngươi cũng nên ở lại thần hạch, đề phòng vạn nhất. Cơ Vô Tà gật đầu, sau đó rời đi. Ngươi không tin tưởng ta. Dạ Hàn Phong đột nhiên nhận ra nguyên nhân Linh Nguyên Cấu sắp xếp như vậy. Dạ tiên tử, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Linh Nguyên Cấu đáp lại một câu rất qua loa, sau đó nói, ngươi đi giúp Hỏa Chấn Thiên đi, nếu không, ông ta chết thật đấy. Nếu Sơn Hải giới chúng ta trong vòng một ngày chết mất 2 vị ngũ đế, thế thì còn gì để nói nữa? Dạ Hàn Phong hừ một tiếng, cũng không nói nhiều. Ai bảo bây giờ Mộc tộc là thế lực mạnh nhất Sơn Hải giới lúc này. Trong đó người có khả năng chạm đến vị trí thần đế nhất chính là vị Linh Nguyên Cấu trước mặt. Thiên bộc, vạn vật bị trạch. Một dòng nước từ trong ống tay áo của Dạ Hàn Phong bay ra, trong nháy mắt cuốn Hỏa Chấn Thiên lại, cưỡng ép túm trở về. Hạ Thiên cũng không ra tay ngăn cản, chỉ thản nhiên nói, đến phiên ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân thì ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không cần ngươi hạ thủ lưu tình. Dạ Hàn Phong nói, trước khi giết chết ngươi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao? Làm càn. Dạ Hàn Phong bỗng dưng quát một tiếng, nóng lên như nước sôi. Sao? Hạ Thiên cảm giác khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào lên, thiếu chút nữa khiến cho người hắn nổ tung. Nhưng lúc này, tĩnh linh văn trên người hắn một lần nữa phát huy tác dụng, trong nháy mắt đã bình ổn lại khí huyết đang điên cuồng trong cơ thể hắn. Đây là... Dạ Hàn Phong không dám tin vào hai mắt của mình, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết được tâm pháp chí cao của thủy tộc, phong linh tuyệt mạch? Không biết ngươi đang nói cái gì? Hạ Thiên hờ hững nói, tĩnh linh văn là do cái tên ngớ ngẩn kia làm ra, nhưng bây giờ nó rất nghe lời ta.
hơn nữa còn dùng rất tốt. Ngoại trừ Dạ thị tiên tổ của chúng ta năm đó, không ai có thể sử dụng được linh văn. Dạ Hàn Phong cau mày, không thể nào tiếp thu được hiện thực, cho dù ngũ đế chúng ta, còn có hội trưởng lão, tất cả đều phải dựa vào thần hạch chi lực mới có thể giải trừ. Ngươi dựa vào cái gì mà có thể thúc đẩy nó? Hạ Thiên thành thật nói, đương nhiên là vì ta quá đẹp trai. Nói nhảm cái gì, giết hắn đi. Bên kia, Hỏa Chấn Thiên chỉ còn lại một hơi, cắn răng nghiến lợi quát, kẻ này không thể lưu lại. Hắn tuyệt đối là yêu nhân, sẽ mang đến tai kiếp hủy diệt cho Sơn Hải giới. Linh Nguyên Cấu cũng thúc giục, Dạ Hàn Phong, ngươi còn chờ cái gì nữa, mau ra tay đi. Thực lực của ta không thua kém Hỏa Chấn Thiên bao nhiêu, chưa chắc đã giết được hắn. Dạ Hàn Phong không ngốc, mắt thấy Hỏa Chấn Thiên thua một cách khó hiểu, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, Thanh Đế, chỉ bằng ngươi tự mình ra tay đi. Thực lực của ngươi cao hơn chúng ta 2-3 bậc, cách Thần Đế chỉ có một bước. Đám ngu ngốc các ngươi không cảm thấy tẻ nhạt à, động một chút là Đế A Hoàng A. Hạ Thiên nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, còn Thần Đế gì đó, thực lực cao lắm cũng chỉ mạnh hơn thần tướng do Liên Minh Tu Tiên phái đến mà thôi. Thần tướng. Dạ Hàn Phong không hiểu, ngươi nói thần tướng là ai? Linh Nguyên Cấu lạnh lùng nói, Dạ Hàn Phong, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ra tay đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay, trực tiếp tiêu diệt kẻ này. Nếu sự việc thành công, ta sẽ cho thủy tộc các ngươi thêm một thành thần hạch chi lực. Hy vọng ngươi đừng có nuốt lời. Dạ Hàn Phong nhìn thấy chỗ tốt, lập tức động tâm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Tiện tay chỉ vào cái kén màu trắng đằng xa, cái thứ đồ chơi kia chính là thần hạch à. Nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Lớn mật, người dám phỉ báng thần hạch, tội đáng chém. Linh Nguyên Cấu giận tím mặt, ngoắc ngón tay với Hạ Thiên. Phốc, chỗ Hạ Thiên đang đứng lập tức có mấy trăm rễ gai phá đất mà lên. Nếu không nhờ hắn phản ứng nhanh chóng, nói không chừng đã bị đâm thành nhím. Niệm cức tùng sinh, chẳng biết tại sao. Trong lòng Linh Nguyên Cấu lại dâng lên một sự giận dữ, không chờ đợi thêm một giây phút nào, vọt thẳng đến chỗ Hạ Thiên. Dạ Hàn Phong thấy Linh Nguyên Cấu ra tay, trong nháy mắt lập tức có tâm tư đứng ngoài quan sát. Chỉ là, chút tính toán đó của nàng ta đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Linh Nguyên Cấu. Dạ Hàn Phong, ngươi còn chờ cái gì nữa, ra tay đi. Linh Nguyên Cấu nhịn không được liền mắng, tiểu tử ngươi tuyệt đối có cái gì đó quái lạ. Không cần nói đạo nghĩa gì cả, trước giết xong rồi lại nói. Nếu để xảy ra vấn đề, thủy tộc ngươi cũng khó mà thoát khỏi kết cục diệt tộc. Biết rồi, Dạ Hàn Phong đành phải thu lại chút tâm tư đó, ném một đoạn tay áo về phía Hạ Thiên. Dưới tay áo đang bay, hắc thủy như thác nước trong nháy mắt tụ thành một hồ nước, tràn qua tất cả những chỗ mà Hạ Thiên có thể đặt chân. Hạ Thiên còn đang né tránh rễ nhọn khắp nơi, vừa mới dính nước. Trên người lập tức nặng hơn 1-2 phần. Nước này có chút quỷ dị, hấp thu một phần khí huyết trong cơ thể hắn. Nếu hắn không nhanh chóng thoát khỏi, rất nhanh hắn sẽ bị hút khô. Hạ Thiên, không cần vùng vẫy nữa, trực tiếp chịu chết đi, ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Linh Nguyên Cấu mắt lạnh nhìn Hạ Thiên, có chút trào phúng, cho dù ngươi có thể miễn cưỡng thúc đẩy được linh văn, nhưng ta hoàn toàn không cần đứng gần ngươi cũng có thể giết ngươi chết. Trên thế giới này, người có thể giết chết ta hoàn toàn không tồn tại. Hạ Thiên vẫn lười biếng như cũ, vẻ mặt khinh thường đáp, ngươi nên lo lắng cho ngươi đi. Chút thủ đoạn đó của ngươi đối với ta mà nói chỉ có thể xem như gãi ngứa mà thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng được đến lúc nào. Linh Nguyên Cấu bị Hạ Thiên chọc tức, lửa giận xông lên đầu, ném một hạt giống về phía Hạ Thiên, bổn đế sẽ khiến cho ngươi chết chìm ở đây. Để ngươi trở thành chất dinh dưỡng cho Sơn Hải giới. Thực linh thần trùng, vạn vật nảy mầm. Một khắc hạt giống nhỏ bé kia bay ra ngoài, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn ngàn vạn vạn, giống như mưa to đâm vào người Hạ Thiên. Những hạt giống này chỉ cần dính khí huyết hoặc ngũ hành chi vật sẽ nhanh chóng biến đối tượng thành chất dinh dưỡng, biến thành đại thụ che trời. Hạ Thiên khẽ cau mày, vận phiếu miểu bộ né tránh. Tuy nhiên, vừa vận linh khí, tĩnh linh văn lại tiến hành trói buộc hắn. Điều này khiến cho Hạ Thiên cực kỳ khó chịu. Thật ra, muốn phá tĩnh linh văn, đối với hắn mà nói không phải là không có cách, chỉ là cần hao phí rất nhiều linh lực. Nếu hao phí quá nhiều linh lực, khi đối phó hai người trước mắt,
nhất định sẽ rất phí sức. Huống chi hắn cảm nhận được đang có không ít người ẩn mình, tất nhiên không thể liều lĩnh được. Huống chi, Tĩnh Linh Văn cũng không phải là không dùng được. Về phần đối phó với đám thần tộc kia, hoàn toàn làm ít công to. Cân nhắc nhiều phía, Hạ Thiên đành phải từ bỏ vận phiếu miểu bộ, chỉ sử dụng khinh công bình thường, nhưng như vậy, tốc độ chậm đi không ít. Thiên Bộc, Điểm Thủy Vi Lao. Dạ Hàn Phong bên cạnh nhìn thấy, cảm giác có thể thừa cơ, lập tức tiến lên phụ trợ. Hắc thủy trên mặt đất bỗng nhiên tản ra, tạo thành một vùng đất trống, tiếp theo lấy Hạ Thiên làm trung tâm, tạo thành một cái vòng tròn rỗng ruột, sau đó tiến hành co vào. Đồng thời, bên trong vòng tròn còn lưu lại mấy chỗ ẩm ướt. Chỉ cần Hạ Thiên dính vào, nhất định nối liền khí huyết bên trong cơ thể hắn cùng một chỗ. Trừ phi Hạ Thiên cắt đứt khí huyết trong cơ thể mình, nếu không, hắn sẽ phải mang theo sợi dây đó, cho đến khi khí huyết hao hết mà chết. Hạ Thiên, ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì mau dùng ra đi. Lúc này, Linh Nguyên Cấu đã trở nên thành thạo điêu luyện. Nếu không phải muốn moi một số tin tức từ Hạ Thiên, hắn ta đã tước cái mạng nhỏ của Hạ Thiên rồi. Câu nói này, vẫn nên nói ngươi thì hay hơn. Hạ Thiên không hề có chút vội vã, ngược lại còn có chút nhàn nhã. Linh Nguyên Cấu cười ha hả, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, sắp chết đến nơi còn liều chết, ngươi chống lại được sao? Không cần chống đỡ, ta cũng vừa mới có chút cảm giác. Hạ Thiên mỉm cười nói, thật ra, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Nếu không phải đám ngớ ngẩn các ngươi gây ra nhiều chuyện như vậy, ta còn không biết cái thứ hoa văn rách nát này lại có liên quan đến kiếp lực. Kiếp lực, Linh Nguyên Cấu cau mày, nghe đến một danh từ chưa từng nghe nói qua, kiếp lực là gì? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi ngay cả kiếp lực cũng không biết, xem ra ngươi làm thanh đế cũng không đến nơi đến chốn rồi. Đúng là mạnh miệng, Linh Nguyên Cấu hừ lạnh một tiếng, bổn đế niệm tình ngươi ngộ nhập sơn hải giới, lại có chút tư chất, trước kia còn muốn giữ lại cho ngươi một mạng. Bây giờ xem ra, ta không cần phải làm như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói, ta đã nắm được trò xiếc của hai ngươi, nó cũng không còn tác dụng đối với ta nữa. Đúng là dõng dạc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không đợi Linh Nguyên Cấu mở miệng trào phúng. Dạ Hàn Phong đã mắng to, ngũ đế thần thuật của chúng ta chính là truyền thừa từ thời Đại Tòng Thần truyền xuống, trải qua hơn vạn năm cải tiến, chỉ dựa vào một phàm nhân như ngươi mà cũng xứng nói khoác như vậy. Hạ Thiên khinh thường đáp lại, cho nên nói cách cục của những người như các ngươi rất thấp, đầu óc cũng ngu si, luôn cảm thấy mình cao cao tại thượng, cho rằng thủ đoạn của mình bức người đến cỡ nào, người khác không bao giờ biết, cũng không có khả năng phá giải. Đó là đương nhiên. Linh Nguyên Cấu hừ lạnh một tiếng, chúng ta là hậu duệ của thần, thần thuật truyền thừa xuống tuyệt đối không phải loại phàm nhân như ngươi có thể phá giải. Thái độ của Hạ Thiên vẫn rất tùy ý. Hắn cười nói, chỉ cần là công pháp, vậy thì nó sẽ có khả năng phá giải. Ngươi không muốn thừa nhận cũng vô dụng. Hừ, xem ra ngươi cũng chỉ là một ngu phu tự cho là đúng mà thôi. Linh Nguyên Cấu cho rằng mình đã nhìn thấu được Hạ Thiên, hứng thú theo đó mà giảm xuống. Ngươi có thể thúc đẩy được linh văn có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, chỉ dựa vào thứ gà mờ như ngươi, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện gì lớn, càng không có khả năng lý giải được thần thuật siêu phàm của thần tộc ta. Hạ Thiên hờ hững nói, chứ không phải các ngươi tự cho rằng mình cao quý sao? Công pháp các ngươi có nhiều đến cỡ nào, truyền thừa bao nhiêu năm, lợi hại ra sao, nên biết rằng, thời đại vĩnh viễn tiến lên, bị nghiền thành cặn bã thường là những thứ ngớ ngẩn tự cho rằng mình như bức như các ngươi. Linh Nguyên Cấu nghe Hạ Thiên nói xong, giận tím mặt, ngươi đang thả rắm chó thì có, ta một chữ cũng không muốn nghe. Đi chết đi, biến thành kiếp cho của Sơn Hải Giới. Hạt giống vốn rơi vào trong nước, trên mặt đất và không trung trong nháy mắt hội tụ cùng với nhau, vô số hoa cỏ cây cối đều đang phát triển. Sự phát triển này khiến cho linh khí, huyết nhục trong phạm vi trăm dặm bị cưỡng ép hút đến nuôi dưỡng những hạt giống đó. Cho dù là Hạ Thiên cũng vô pháp kháng cự sự ngang ngược cướp lấy này, bởi vì trong đó ẩn chứa một loại pháp tắc, người không thể làm trái, cũng vô pháp từ chối. Huống chi, màn nước bên ngoài cũng đang áp sát, khiến không gian cho hắn né tránh không còn thừa lại bao nhiêu, Hạ Thiên, ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi. Linh Nguyên Cấu cười ha hả, ánh mắt màu xanh hiện lên sự thương hại, ngươi có thể dùng cơ thể phàm nhân tu luyện đến cảnh giới như vậy, lại có thể giết chết Bạch Kính Phương. Đả thương hỏa chấn thiên, thực lực đúng là có chút khó tin,
nhưng cũng chỉ đến đây thôi, phốc. Lời còn chưa nói hết, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, như trường hồng quán nhật xuyên qua cơ thể của hắn ta. Chỉ một khắc đó, thần lực trong cơ thể hắn ta lập tức tuôn ra. Hoa thụ đang cuồng bạo sinh trưởng chớp mắt khô héo lại, hóa thành từng mảnh tàn xám. Ngươi! Linh Nguyên Cấu nhìn lại, không khỏi giật mình. Người đâm hắn ta chính là Dạ Hàn Phong. Thật ngại quá, chỉ có thời cơ này mới có thể giết được ngươi. Dạ Hàn Phong lạnh lùng nói, vì thời cơ này mà ta đã chờ rất lâu. Mặc dù có khả năng thất bại nhưng ta không muốn bỏ qua. Vì sao? Linh Nguyên Cấu hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Hàn Phong, con ngươi tràn ngập phẫn nộ. Dạ Hàn Phong, tại sao ngươi lại làm như vậy? Dạ Hàn Phong cười nhạt một tiếng, bởi vì ta không phải Dạ Hàn Phong. Vậy ngươi là ai? Gương mặt Linh Nguyên Cấu hiện lên sự khó tin, ngươi có mục đích gì? Điều này không cần thiết phải nói cho ngươi biết. Dạ Hàn Phong cười nhạo một tiếng, nhanh chóng rút trường kiếm ra, lại đâm thêm một lần xuyên tim Linh Nguyên Cấu, động tác nước chảy mây trôi, giống như nông dân đang tùy ý cấy mạ. Linh Nguyên Cấu cảm giác thần lực của mình đang điên cuồng thiết ra, không khỏi như điên dại, gào thét cho dù là vậy, ngươi cũng không giết được ta. Ta là chí tôn mạnh nhất trong ngũ đế, gần với nhất đế thần tộc trong vạn năm qua nhất. Chỉ cần thần hạch còn, ta có thể phục sinh bất cứ lúc nào. Thần hạch cũng không phải vật cá nhân của ngươi, làm sao có thể mặc cho ngươi sử dụng được. Dạ Hàn Phong mỉm cười, vẻ mặt khinh bỉ, huống chi, lúc này, thần hạch đã bị người của chúng ta khống chế. Linh Nguyên Cấu lập tức ngẩn người, người của ngươi. Tiếp theo, linh quang trong đầu hắn ta chợt lóe lên. Kinh ngạc không hiểu, Cơ Vô Tà là người cùng một bọn với ngươi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên là không thể nào rồi. Dạ Hàn Phong cười ha hả, bởi vì Cơ Vô Tà đã chết. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Linh Nguyên Cấu như muốn điên lên. Hắn ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như thế, lại bị người ta đâm sau lưng. Cảm giác bất lực, cảm giác phản bội, như muốn bức điên hắn ta lên, các ngươi là ai? Dạ Hàn Phong hiển nhiên không có ý định nói ra, nhưng lúc này Hạ Thiên cũng đã thoát khỏi trói buộc, khó chịu nói, này, muội muội chân dài, nàng còn chưa chơi chán à? Người được gọi là Hắc Đế Thủy Tộc chính là Dạ Ngọc Mị đã mất tích đêm hôm đó. Nàng bị Hạ Thiên vạch trần thân phận, cũng lười giả bộ nữa, kéo mạng che mặt xuống, khôi phục lại diện mạo thật. Ngươi là, ai? Linh Nguyên Cấu nhìn Dạ Ngọc Mị một hồi lâu. Đáng tiếc trong đầu hắn ta không có chút ấn tượng gì, ngươi và Dạ Hàn Phong rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ nàng ta để ngươi làm như vậy? Ta là ai, cái này không quan trọng. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Hắc Đế Dạ Hàn Phong đã chết. Nàng ta chết rồi. Linh Nguyên Cấu nghe xong, không khỏi sững sờ, từ lúc nào? Tại sao ta lại không biết, ngươi tiến vào Sơn Hải giới từ lúc nào? Ha ha, Dạ Ngọc Mị cười nhạo, có chút trào phúng, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi biết hết tất cả mọi chuyện. Không đợi Linh Nguyên Cấu lên tiếng, nàng đã trực tiếp trả lời thay hắn ta, là bởi vì ngươi sắp xếp rất nhiều gian tế trong bốn tộc khác, đúng không? Làm sao ngươi biết? Trong lòng Linh Nguyên Cấu kinh ngạc không hiểu, hắn ta làm chuyện này cực kỳ bí ẩn, người biết cũng rất ít. Ngoại trừ hắn ta cũng chỉ có Cơ Vô Tà. Nghĩ đến đây. Hắn ta đột nhiên nhớ đến vừa rồi hắn ta bảo Cơ Vô Tà đến thần hạch. Nếu Cơ Vô Tà và Dạ Hàn Phong đều bị người ta giả mạo thay thế, vậy thì kế hoạch của hắn ta đã hoàn toàn thất bại. Chẳng lẽ Cơ Vô Tà bán đứng ta? Linh Nguyên Cấu nói ra suy đoán của chính mình nhưng vẫn có chút khó tiếp nhận, điều này không thể nào. Cơ Vô Tà nói thế nào cũng là hoàng đế thổ tộc, tu vi gần với ta, làm sao các ngươi có thể là đối thủ của hắn ta? Muội muội chân dài, nàng nói nhảm với tên ngốc đó làm gì, cứ trực tiếp xử lý là được. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khó chịu nói. Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tức giận nói, ngươi ở yên đó cho ta. Nếu không phải tại ngươi, nói không chừng bây giờ ta đã thuận lợi lấy được thần hạch. Đến lúc đó giết bọn họ còn đơn giản hơn bây giờ nhiều. Vốn rất đơn giản mà, tại nàng nhất định phải làm cho mọi chuyện phức tạp lên. Hạ Thiên khinh thường nói. Mặc kệ ngươi, ngươi nên giải quyết tính linh văn trên người ngươi trước đi. Dạ Ngọc Mị biết tính cách của Hạ Thiên là như thế nào. Nếu hắn nhúng tay vào chuyện nào đó,
tuyệt đối chỉ có thể làm cho chuyện đó càng thêm hỏng bét. Không cần nôn nóng, chúng ta nên xử lý đám ngu ngốc kia trước rồi nói sau. Hạ Thiên ngược lại cảm thấy tĩnh linh văn có chút tác dụng, chỉ là ở trên người có chút khó coi mà thôi. Linh Nguyên Cấu nghe hai người này nói chuyện, sắc mặt thay đổi, các ngươi là cùng một bọn với nhau. Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nếu hai người này cùng một bọn, chẳng phải hắn ta đã sớm rơi vào cạm bẫy của người khác. Hắn ta vốn cảm thấy mình nắm trong tay hết thảy, còn cho rằng mình chính là cộng chủ Sơn Hải Giới, là đệ nhất thần đế vạn năm qua. Nghĩ đi nghĩ lại, một nỗi nhục nhã không cách nào nói rõ dâng lên trong lòng. Các ngươi khinh người quá đáng. Linh Nguyên Cấu giống to lên. Đừng lộn xộn. Dạ Ngọc Mị chống trường kiếm lên ngực Linh Nguyên Cấu, ta cũng không chắc ta có thể một kiếm đâm xuyên tim ngươi hay không. Muội muội chân dài, không cần phiền phức như vậy đâu. Hạ Thiên nhàn nhã bước đến trước mặt Dạ Ngọc Mị, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm, đâm thẳng vào mi tâm Linh Nguyên Cấu. Hắn dùng tất nhiên không phải băng hỏa linh khí mà là tĩnh linh văn. Tĩnh linh văn được nghịch thiên bát châm cải tạo, đã sớm vượt qua phong linh văn trước đó, đạt đến một tầng cấp mới. Về phần nó có liên quan đến phong linh tuyệt mạch của Dạ đế hay không, vậy thì không biết rồi. Ngươi muốn làm? Linh Nguyên Cấu đang định quát hỏi, kết quả phát hiện hắn ta không thể động đậy được, tiếp theo lại không phát ra được âm thanh nào, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn. Tại sao ngươi lại biết được chiêu phong linh tuyệt mạch này? Dạ Ngọc Mị nhìn thấy, vẫn không nhịn được mà hỏi, đây chính là bí thuật chí cao của thủy tộc, ngay cả Dạ Hàn Phong cũng không biết cách sử dụng. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng biết cái gì là phong linh tuyệt mạch. Ta chỉ dùng nghịch thiên bát châm để sử dụng tĩnh linh văn mà thôi. Là tự ngươi thăm dò ra. Dạ Ngọc Mị có chút kinh ngạc. Hạ Thiên tùy ý nói, cái này mà còn cần thăm dò. Chỉ tiện tay mà dùng thôi. Ngươi đúng là nghịch thiên. Dạ Ngọc Mị không khỏi lắc đầu. Đúng rồi, muội muội chân dài, không phải nàng mất tích sao? Tại sao nàng lại ở đây? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên hỏi, lại còn biến thành hắc đế gì đó. Nàng không đen, nàng rất trắng. Ta không phải mất tích. Dạ Ngọc Mị không thèm để ý đến lời nói của Hạ Thiên, cái ngày mà thiên ngoại thiên bị nổ, ta bị một bóng trắng dẫn đến nơi này. Nàng cũng bị cái tên mặt trắng ngớ ngẩn kia mang đến đây. Hạ Thiên nghe xong, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hình như hắn ta tên Bạch Vô Thường. Dạ Ngọc Mị nói, người mang ta đến là một bóng trắng mang mặt nạ đen, cũng chính là Hắc Vô Thường. Ta chẳng quan tâm hắn ta là Hắc Vô Thường hay là Bạch Vô Thường, dù sao cũng đều là mấy tên ngu ngốc. Hạ Thiên xưa nay không lăn tăn mấy vấn đề này, hắn nói, tóm lại, lần sau gặp được, ta nhất định sẽ đánh bọn họ một trận. Vậy thì tùy ngươi, Dạ Ngọc Mị nhún vai nói, tuy nhiên, Hắc Vô Thường kia có chút khác biệt, chẳng những có thể lấy được không gian truyền tống mà còn có thời gian để truyền tống. Tốc độ thời gian trôi qua ở đây khác với mặt đất. Ta đến đây tương đương với một tháng trên mặt đất rồi. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ta gặp người của thủy tộc, họ dẫn ta đến gặp Hắc Đế. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hạ Thiên hỏi, nàng xử lý Hắc Đế kia luôn sao? Không có, Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, Dạ Hàn Phong cưỡng ép đột phá, thật ra đã bị tẩu hỏa nhập ma, không còn sống bao lâu nữa. Nàng ấy không muốn một lần nữa trở lại thần hạch, cho nên đã giao số công lực còn lại cùng với thân phận của nàng ấy cho ta. Hạ Thiên nói, Hắc Đế tốt nhỉ, có gì ta sẽ lập bài vị cho nàng ấy. Dạ Ngọc Mị nói, chỉ cần sắp xếp thỏa đáng cho người thủy tộc của nàng, đây đã được xem là hồi báo cho nàng ấy rồi. Một lát sau, Cơ Vô Tà chậm rãi trở về. Nhìn thấy Linh Nguyên Cấu bị định ngay tại chỗ, gương mặt của hắn ta hiện lên vẻ ngoài ý muốn nhưng rất nhanh thu liếm lại. Thế nào? Dạ Ngọc Mị nhìn thấy Cơ Vô Tà, liền hỏi, thần hạch đã khống chế được chưa? Cơ Vô Tà đáp, khống chế được rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vậy là tốt rồi, Dạ Ngọc Mị lại hỏi, Hắc Bạch Vô Thường đã tìm được chưa? Cơ Vô Tà lắc đầu, không có, ta không thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Đúng là có chút kỳ quái. Dạ Ngọc Mị cau mày, nàng là người cực kỳ thích khống chế người khác, không thích có thứ gì đó thoát ra khỏi dự tính của nàng. Đương nhiên ngoại trừ Hạ Thiên. Cân nhắc một lát, nàng lắc đầu nói, được rồi, trước mặc kệ bọn họ,
chờ xử lý xong thần hạch rồi tìm bọn họ sau. Vâng, Cơ Vô Tà cung kính gật đầu. Linh Nguyên Cấu thấy Cơ Vô Tà kính cẩn nghe theo như vậy, thật sự không dám tin vào mắt của mình, nhưng nghĩ đến vừa nãy Dạ Ngọc Mị nói Cơ Vô Tà đã chết, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ người trước mắt chính là giả mạo. Thanh Đế đại nhân, ngươi không phải vẫn luôn muốn khống chế thần hạch sao? Dạ Ngọc Mị quay sang nhìn Linh Nguyên Cấu, cười nói, bây giờ ta sẽ thỏa mãn ý nguyện này của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy thần hạch bị chúng ta khống chế như thế nào, bị người ta hấp thu ra sao. Linh Nguyên Cấu không phát ra được âm thanh, đành phải dùng ánh mắt hung tợn trừng Dạ Ngọc Mị. Hắn ta không tin Dạ Ngọc Mị có thể khống chế thần hạch. Chỉ là người mặt đất, làm sao có thể biết được chỗ tinh diệu của thần hạch, làm sao có thể khống chế được thần hạch. Ngươi hình như không tin. Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích, chỉ vung giải lụa màu tím trói Linh Nguyên Cấu lại, kéo hắn ta như kéo một con lợn vào trong thần hạch. Hạ Thiên có chút khó chịu, tiến lên ôm eo Dạ Ngọc Mị, muội muội chân dài, rốt cuộc nàng đang làm cái gì vậy? Cái này ngươi đừng hỏi, cứ đi theo thì biết. Dạ Ngọc Mị vẫn không giải thích, chỉ tùy ý để Hạ Thiên ôm nàng, sau đó cùng nhau chậm rãi đến chỗ cái kén màu trắng kia. Đi thêm được một lát, chợt có hào quang màu trắng bao phủ bọn họ lại. Một lát sau, bọn họ đã tiến vào bên trong cái kén màu trắng. Bên trong cái kén, chẳng những có một cái hột bảy màu to bằng nắm tay phát ra thần quang mà còn có mấy người đang đứng. À, Dạ tỷ tỷ, chồng, tại sao bây giờ mọi người mới đến? Một mỹ nhân tóc vàng mỉm cười ngoắc tay với Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội bỏ Dạ Ngọc Mị ra, tiến lên ôm lấy mỹ nữ tóc vàng, vợ tóc vàng, tại sao nàng lại ở đây? Mỹ nữ tóc vàng dĩ nhiên là Mộc Hàm, một trong những người vợ mà Hạ Thiên yêu nhất. Mặt đẹp, vóc người đẹp, chẳng những nhu thuận tuyệt đối mà còn khéo hiểu lòng người, năng lực cực mạnh, ai mà không yêu chứ? Hạ Thiên nhìn thấy rõ mặt những người khác, liền cười nói, vợ Tiêm Tiêm, vợ Vô Song, còn có vợ Phù Diêu tiên tử, tại sao mọi người lại đến đây? Thiên ca ca, Bạch Tiêm Tiêm mỉm cười ngượng ngùng, muốn đến gần nhưng lại không dám đến. Tô Vô Song đánh giá Hạ Thiên trên dưới, phát hiện hắn không hề có trở ngại nào, không khỏi thở phào một hơi. Phù Diêu tiên tử đứng im không nhúc nhích, chỉ đứng từ xa mỉm cười nhìn Hạ Thiên, sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn cái hột đang lơ lửng tản ra ánh sáng bảy màu ở chính giữa. Chúng ta đến tìm chàng, kết quả gặp được Dạ tỷ tỷ. Mộc Hàm rất muốn ôn chuyện với Hạ Thiên, nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc làm chuyện đó, có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nàng liền tóm tắt qua mọi chuyện, sau đó nói, Dạ tỷ tỷ đề nghị chúng ta không cần tận lực đi tìm chàng, chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chính chàng nhất định sẽ gây ra một số chuyện, đến lúc đó chúng ta tự biết hành tung của chàng. Không thể không nói, đây đúng là diệu kế. Tô Vô Song gật đầu, với tính cách của chàng, mặc kệ ở đâu, kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất chuyện lớn. Hạ Thiên bất mãn nói, ta xưa nay không có gây chuyện, vợ Vô Song, nàng rõ ràng đang đổ oan cho ta, đáng đánh. Đừng, Tô Vô Song vô thức lui hai bước. Dạ Ngọc Mị trực tiếp cắt ngang hành động liếc mắt đưa tình giữa đôi bên, được rồi, chúng ta lo chuyện chính trước đi. Nói xong, nàng quay sang nói với Tất Vân Đào, Hoa Ánh Lục, chiếu theo kế hoạch bắt đầu đi. Cơ Vô Tà thở dài, tháo bỏ ngụy trang, khôi phục diện mạo thật, chính là Hoa Ánh Lục. Nội gian chính là ngươi. Linh Nguyên Cấu dùng hết khí lực toàn thân phá vỡ trói buộc Tĩnh Linh Văn, hô lớn một câu, bổn đế sẽ đánh ngươi thành kiếp cho, sau đó tiêu diệt hoa thần tộc ngươi. Không đợi đám người Hạ Thiên kịp phản ứng, hắn ta đã phi thân đến trước người Hoa Ánh Lục, một chưởng lực cương mãnh đánh về phía đỉnh đầu của nàng. Đáng tiếc, mặt Hoa Ánh Lục không chút biểu cảm, chỉ thản nhiên nói, Thanh Đế, đừng vùng vẫy nữa, vô dụng thôi. Bành! Một chưởng đánh xuống. Phốc, Linh Nguyên Cấu phun máu, cả người sủi lơ trên mặt đất, gương mặt hiện lên sự sợ hãi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có phải cảm thấy mình rất lợi hại không? Hạ Thiên mỉm cười bước đến bên cạnh hắn ta, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngươi trước che giấu một phần thực lực, cố ý giả bộ bị chúng ta chế phục, sau đó tìm thời cơ mấu chốt, nhất cử phản sát chúng ta. Bốp bốp bốp. Hạ Thiên tiện tay cho Linh Nguyên Cấu ba bạt tai, nhếch miệng nói, một chiêu dở tệ của ngươi chẳng có ý nghĩa gì,
cho nên, ngươi nên đi chết đi. Các ngươi đừng có đắc ý, cùng lắm bổn đế đồng quy vu tận với các ngươi. Linh Nguyên Cấu thật sự không cam tâm, hắn ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm, lại hợp tung liên hoành giữa bách tộc Sơn Hải giới, chính là muốn thống nhất Sơn Hải cửu giới, sau đó mở ra thần hạch, chiếm thần lực bên trong làm của riêng, trở thành dạ đế hơn 2 vạn năm trước. Về sau, sẽ có một thần đế có thể đạp nát hư không? Bành! Ngực Linh Nguyên Cấu sáng lên một vòng ánh sáng, cơ thể trong nháy mắt sụp đổ, biến thành từng mảnh kiếp cho. Ánh sáng đó bay thẳng vào trong cái hột to bằng quả đấm kia. Tiếp theo, cái hột bỗng dưng phóng thần quang 7 màu ra ngoài. Một lát sau, toàn bộ thế giới địa tâm như ngừng lại, giống như hết thảy mọi sinh mệnh đều bị thời gian xóa đi. Hạ Thiên lại nhìn thấy một con sông hư không lớn. Nó vắt ngang cổ kim, du hành ngược xuôi theo 5 tháng vô tận. Hoặc có thể nói, nó chính là bản thân thời gian. Tuy nhiên, lần này khác với lần trước. Hạ Thiên không nhìn thấy người nào. Trước sau đều trống rỗng. Không có cự nhân khổng lồ như tinh cầu, cũng không có tu tiên giả trùng điệp, càng không có cánh cửa lớn màu vàng óng. Toàn bộ con sông giống như chỉ còn một mình hắn. Hoặc có thể nói đây chính là con đường đại đạo của hắn. Tại sao ta lại đến đây? Đau đầu quá. Hạ Thiên cảm thấy đầu hắn như muốn căng ra, giống như một cái chai không ngừng được rót nước vào, có cảm giác như muốn nổ tung. Muội muội chân dài, các nàng đi đâu rồi? Hắn chậm rãi nhớ đến chuyện cách đây không lâu. Hình như Linh Nguyên Cấu tự bạo, sau đó dùng một vệt ánh sáng kích phát thần hạch. Cái hột to bằng quả đấm phóng ra thần quang 7 màu. Phàm là đồ bị thần quang quét chúng, tất cả giống như dừng lại, lực sinh mệnh bị tước đoạt. Nhưng khi thần quang quét qua Hạ Thiên, nó đã bị mắc kẹt. Ngay sau đó, cơ thể Hạ Thiên giống như nam châm, hút hết thần quang, ngược lại giải cứu đám người Dạ Ngọc Mị. Tiếp theo, cái hột bị tàn phá bay vào mi tâm Hạ Thiên, dung nhập vào cơ thể của hắn. Nói thì dường như rất tốn thời gian, nhưng trước sau thật ra chưa đến 1 giây đồng hồ. Chờ Hạ Thiên lấy lại tinh thần, người đúng lúc ở bên trong dòng sông thời gian. Đây là muốn ta làm gì? Hạ Thiên đưa mắt nhìn chung quanh, hoàn toàn không biết nên làm gì, rốt cuộc là ta vẫn ở bên trong cái hột kia hay là cái hột kia nằm bên trong cơ thể của ta? Ngươi là người đại diện cho ý chí trái đất. Lúc này, một giọng nói vang lên, vô cùng linh hoạt, kỳ ảo xa xôi, nhưng lại tầng tầng chồng lên nhau rồi lại tầng tầng giảm dần. Là ai? Hạ Thiên nghe được âm thanh này, cảm giác đầu như muốn nổ tung, vô cùng khó chịu, cút ra đây cho ta, đừng có giả thần giả quỷ ở đó. Nếu không, đừng trách ta xử lý ngươi. Đến đây, đến đây. Từ đằng xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người to đến mức không thể tưởng tượng được, một ngón tay to bằng cả một hành tinh nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Hạ Thiên. Hạ Thiên quan sát bóng người đó một chút, nhìn thấy một lòng bàn tay, hắn trực tiếp nhảy vào lòng bàn tay đó, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại lớn như vậy? Muốn hù ai thế? Ha ha, ngươi không sợ ta. Âm thanh kia vẫn gần gần xa xa như cũ. Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi là ai? Tại sao ta lại sợ ngươi chứ? Ta là Huyền Hoàng Tổ Nguyên, hóa thân của ý chí trái đất. Hư ảnh cũng không có ý thu nhỏ, chỉ là âm thanh ổn định lại, ta đã chờ ở đây hơn vạn năm rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, cảm thấy phiền khi nghe mấy lời này, được rồi, đừng nói mấy lời thoại rắm cho đó nữa, ta không bao giờ bị mấy lời nói đó lừa gạt đâu. Nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Thôi được rồi, không cần nhiều lời nữa. Hư ảnh cũng rất dứt khoát, bản tổ muốn giao ý chí trái đất cho ngươi, ngươi có bằng lòng gánh trách nhiệm này không? Không, Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi thích người nào thì cho người đó, ta không có hứng thú. Chỉ cần ngươi kế thừa ý chí trái đất, ngươi chính là chúa tể của toàn bộ trái đất, thậm chí là chúa tể của tiên khí chi địa. Hư ảnh chậm rãi nói, ngươi thích sắc cũng được, yêu cường quyền cũng được, giỏi tiên thuật cũng được, tất cả đều có thể thỏa mãn ngươi. Bởi vì toàn bộ lĩnh vực đều do ngươi định đoạt, chẳng lẽ ngươi lại không động tâm? Có cái gì mà phải động tâm chứ? Hạ Thiên hoàn toàn không có chút cảm giác nào, muốn mỹ nữ, ta có thể đi tìm, muốn quyền lực, ta có thể tự mình đi lấy, muốn tiên thuật, ta không muốn, muốn sức mạnh của ngươi, ta trực tiếp xử lý ngươi không được sao? Ta là hóa thân của ý chí trái đất, tổ nguyên của 1000 vạn đạo pháp. Ngươi sinh trưởng ở trái đất,
ngươi giết không được ta đâu. Hư ảnh cười nói, huống chi, chỉ cần ngươi kế thừa tổ nguyên của ta, ngươi chính là chúa tể của tiên vực này, có được sức mạnh vô tận, tại sao lại không làm? Nói nghe hay quá, vậy tại sao ngươi còn cần tìm người thừa kế? Hạ Thiên nhếch miệng, một chữ cũng không tin, ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Hơn nữa, ta giết không được ngươi, ta giết tổ nguyên của ngươi không được sao? Hư ảnh kia nói, chỉ cần ngươi kế thừa ý chí của ta, về sau ngươi chính là tổ nguyên tiên vực, đối với việc tu hành của ngươi có lợi ích rất lớn. Ngươi muốn đột phá chân tiên cảnh, đây chính là thời cơ. Ta muốn độ kiếp thành tiên thì đó cũng là chuyện của ta. Hạ Thiên nói, không cần phải dùng phương thức này để thực hiện. Ngươi thật sự không muốn kế thừa tổ nguyên chi vị của ta? Hư ảnh kia hỏi lại. Hạ Thiên hờ hững đáp, tự ngươi kế thừa đi. Tiếp theo, hắn lại hỏi một câu, mà tổ nguyên của ngươi là cảnh giới gì? Có khác gì so với độ kiếp kỳ không? Ha ha, tồn tại như chúng ta, mặc dù cũng có cảnh giới, nhưng không cùng một thể hệ với sinh linh vạn vật, cũng không phải ai cũng có thể phát hiện được sự tồn tại của tổ nguyên. Bất cứ một tinh vực nào cũng chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng mà thôi. Trong mấy tỷ năm ở trái đất này, chưa đến 10 người có thể nhìn thấy ta. Hư ảnh mỉm cười, thuận miệng giải thích, ví dụ như luyện khí kỳ của các ngươi, chẳng qua chỉ gia tăng mấy chục năm thọ nguyên, còn chúng ta thì tăng mấy ngàn năm. Cho dù không tu hành, chúng ta cũng có được một phần vạn thọ nguyên của trái đất. Vậy ngươi cứ từ từ tu hành đi. Hạ Thiên lười biếng nói, cần chi phải tìm người thừa kế. Thật ra, đại nạn của ta sắp đến. Khoảng 10 vạn năm nữa, nếu ta không đột phá, ta cũng sẽ bị chôn vùi. Hư ảnh khẽ thở dài, có chút thương xót, nếu trước lúc đó không tìm được người thừa kế, tiên vực này sẽ rơi vào tĩnh linh chi cảnh, không còn bất luận một sinh linh nào có thể tu hành. 10 vạn năm mà ngươi nói là đại nạn sắp đến. Hạ Thiên có chút tức giận nói. Đối với loại tồn tại như ta mà nói, 10 vạn năm đã là kéo dài hơi tàn. Hư ảnh cảm thán, thật sự, nếu không tìm được người thừa kế, như vậy là đã muộn. Hơn 2 vạn năm trước, ta đã từng tìm được một người thừa kế thích hợp. Đáng tiếc hắn ta lừa ta, dựa vào ta cướp lấy sức mạnh xong liền đạp nát hư không, xông thẳng chân tiên cảnh. Hạ Thiên hỏi, kết quả như thế nào? Ta cũng không biết nữa. Giọng nói hư ảnh bỗng nhiên trở nên mờ mịt, tuy nhiên, với hành vi của hắn ta, chỉ sợ đại đạo không đủ. Cảnh giới của hắn ta càng cao, lại càng có khả năng hình thành tâm ma. Hạ Thiên nói, đó cũng chỉ là chuyện của hắn ta. Đúng, đây chính là nhân mà hắn ta gieo xuống, hắn ta nhất định phải tiếp nhận quả do mình tạo ra. Hư ảnh thở dài, nói với Hạ Thiên, người thật sự không muốn làm người thừa kế của ta sao? Không hứng thú, Hạ Thiên chém đinh chặt sắt, ta chỉ làm chính ta mà thôi. Hư ảnh im lặng một hồi. Cuối cùng nói, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc nữa. Chỉ bằng như vậy, ta giúp ngươi một vấn đề nhỏ, nếu sau này ngươi gặp được người có tư chất tốt, ngươi mang đến cho ta gặp một chút, được không? Hạ Thiên sửng sốt hỏi, là ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, hay là ta giúp ngươi một vấn đề nhỏ? Hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không nợ ân tình của ai. Hư ảnh trực tiếp trả lời. Vậy cũng được, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tuy nhiên, ngươi dự định giúp ta chuyện nhỏ gì? Hư ảnh khẽ cười một tiếng, băng hỏa linh khí của ngươi, còn có nghịch thiên bát châm còn chưa chân chính dung hợp. Dựa theo suy tính thiên đạo, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành. Bây giờ ta đẩy một cái, để thời khắc đó đến sớm một chút. Một điểm linh quang bay thẳng vào mi tâm Hạ Thiên. Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hư ảnh kia nhanh chóng tiêu tán, con sông lớn đang yên tĩnh đột nhiên khởi động. Cái gì? Hạ Thiên giật mình tỉnh lại, phát hiện hắn đã trở về bên trong cái kén màu trắng. Chỉ là bên trong cái kén màu trắng tràn ngập ánh sáng nhu hòa, đậm đến mức giống như sương mù, nhưng không nhìn thấy ai xung quanh. Tiếp theo, Hạ Thiên cảm giác tính linh văn trên người mình bỗng nhiên thẩm thấu vào trong cơ thể, không cách nào ức chế, không cách nào kháng cự. Toàn thân, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, mạch máu khổng khiếu, toàn bộ đều nhuộm thành màu vàng. Hạ Thiên cảm giác cơ thể của mình dường như trở nên nhẹ hơn, như một cọng lông vũ, nhẹ đến mức tưởng chừng như mình là không khí. Đây là một cảm giác không gì sánh kịp, hắn rất muốn chia sẻ cảm giác này với Dạ Ngọc Mị, Mộc Hàm và tất cả nữ nhân của hắn.
Một bên khác, tình huống mà Dạ Ngọc Mị gặp phải lại hoàn toàn không giống Hạ Thiên. Sau khi các nàng khôi phục chi giác, đột nhiên phát hiện Hạ Thiên đang cau chặt mày, tiếp theo cơ thể bắt đầu phát nhiệt, đỏ lên như một cái bàn ủi đang nóng. Khí tức màu đỏ cuồng loạn du tẩu bên trong cơ thể Hạ Thiên, dường như lúc nào cũng có thể đốt hắn thành cho tàn. Chồng, chồng, chàng thế nào rồi? Mộc Hàm gọi Hạ Thiên nhưng hắn không đáp lại, ánh mắt không khỏi hiện lên sự lo lắng. Hắn rất có thể bị Tĩnh Linh Văn phản phệ, nhất định phải nghĩ cách loại trừ Tĩnh Linh Văn. Hoa Ánh Lục khẩn trương nhắc nhở, nếu không, hắn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao loại trừ Tĩnh Linh Văn này được? Tô Vô Song hỏi, người mau nói nhanh đi. Hoa Ánh Lục lắc đầu, đẳng cấp của ta quá thấp, không biết phương pháp. Ta biết một phương pháp, mọi người tránh sang một bên đi. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, sau đó cởi quần áo trên người mình xuống. Mộc Hàm đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc nói, ngươi muốn, làm như vậy, Tĩnh Linh Văn sẽ chuyển sang người của ngươi, ngươi làm sao mà chịu được. Không chịu được cũng phải chịu. Dạ Ngọc Mị lạnh nhạt nói, lời nói không thể lay chuyển, ngươi còn biện pháp nào sao? Mộc Hàm rất nhanh có quyết đoán, cứ như vậy đi, nếu ngươi không chịu được vậy thì để ta tiếp. Cái này, Tô Vô Song và Bạch Tiêm Tiêm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Dạ Ngọc Mị thô bạo xé toang áo của Hạ Thiên, sau đó nói, đừng đoán mò nữa. Băng hỏa linh thể của chồng khi song tu sẽ phát huy công hiệu lớn nhất. Mộc Hàm cũng giải thích cho Tô Vô Song và Bạch Tiêm Tiêm, Ngọc Mị muốn trong tình huống Tĩnh Linh Văn bên trong cơ thể chồng bị mất khống chế chuyển sang người nàng ấy. Mà làm như thế, nàng ấy rất có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, nàng nghiêm túc nhắc nhở hai người, nếu nàng ấy không chịu nổi, ta sẽ thay thế, còn nếu ta... Không cần nói, Tô Vô Song cắt ngang lời nói của Mộc Hàm, ta cũng là nữ nhân của Hạ Thiên, cho dù vì thế mà chết, ta cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bạch Tiêm Tiêm lên tiếng, vì Thiên ca ca, cái gì ta cũng làm. Hoa Ánh Lục nghe mọi người nói chuyện với nhau, vô cùng cảm động nhưng lại có chút ngượng ngùng. Bây giờ nàng đi không được mà ở lại cũng không được. Cũng may, đám người Mộc Hàm đều không chú ý đến nàng. A, à, rất nhanh, một phần Tĩnh Linh Văn trên người Hạ Thiên đã truyền sang người Dạ Ngọc Mị, khiến nàng không chịu được kêu lên một tiếng nhưng rất nhanh cắn răng chống lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Dạ Ngọc Mị cảm giác mỗi một bộ phận trên cơ thể mình đang bị Tĩnh Linh Văn nhuộm dần, biến thành màu đỏ. Từ một nơi sâu xa, nàng cũng nhìn thấy một con sông lớn từ xa xưa chảy đến. Trong sông có vô số ngôi sao, cự nhân không thể tưởng tượng nổi và một cánh cửa dọc theo vũ trụ. Ngọc Mị không chịu nổi rồi, để ta, Mộc Hàm việc nhân đức không nhường ai. Đáng tiếc, nàng cũng không chống đỡ được bao lâu. Tô Vô Song tiếp vào. Cuối cùng đến phiên Bạch Tiêm Tiêm, nàng cũng không đoái hoài đến sự ngượng ngùng, tiến lên ôm Hạ Thiên, Thiên ca ca, không phải chàng luôn gọi ta là nữ nhân của mình sao? Bây giờ ta sẽ làm nữ nhân của chàng. Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên cảm giác Tĩnh Linh Văn trong cơ thể mình rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Chỉ là lúc này, tất cả khí quan kinh lạc, khổng khiếu trong cơ thể hắn đều biến thành màu vàng. Càng thần kỳ hơn chính là, sau khi băng hỏa linh khí rời khỏi đan điền khí hải, nó trực tiếp biến thành kiếp lực, không cần ngưng luyện chuyển hóa. Như thế cũng bất việc không ít, Hạ Thiên đối với sự thay đổi này vẫn khá hài lòng. Tiếp theo, ánh sáng đậm như sương mù tiêu tán sạch sẽ. Muội muội chân dài, vợ tóc vàng, vợ Vô Song, vợ Tiêm Tiêm, mọi người sao vậy? Mọi người đang làm gì thế? Hạ Thiên ngạc nhiên phát hiện hắn đang ngồi trên một con thuyền, bên cạnh còn có Dạ Ngọc Mị, Mộc Hàm, Tô Vô Song và Bạch Tiêm Tiêm. Nhưng các nàng đều đang nhắm mắt điều tức, không ai trả lời Hạ Thiên. Tiếp theo là nơi nào? Hạ Thiên cũng không quấy rầy các nàng. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện con thuyền đang trôi trên một dòng sông. Tuy nhiên, đây không phải chọc thủy mà là một con sông dung nham. Không phải chúng ta đang ở trong thần hạch sao? Hạ Thiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ. Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy, cũng không cần hỏi nhiều. Dạ Ngọc Mị rốt cuộc mở mắt, chuyện thế giới địa tâm đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta đang ngồi phi diệp tiên thuyền từ hỏa tộc truyền tống lên mặt đất. Lúc này, dung nham bắt đầu nhấp nhô, tiếp theo một cột lửa phóng lên tận trời,
đưa con thuyền của bọn họ bay thẳng lên mặt đất. Sơn hải giới. Bây giờ cửu giới đã hợp nhất, không còn ngăn cách rõ ràng như trước. Trên thực tế chính là phân chia ranh giới với các mức độ rõ ràng từ trên xuống dưới thành 9 khu vực, sau đó xuyên qua sông Chọc Thủy một đường từ đầu đến cuối. Ngũ đế đã thành quá khứ. Hội trưởng lão cũng đã bị thanh tẩy, trật tự đã có từ lâu xem như bị phá vỡ. Về phần giáo chủ Hoa Thần giáo còn muốn so chiêu với Hạ Thiên trước đó, khi biết Hạ Thiên đã xử lý Bạch Đế và Thanh Đế, không khỏi sợ hãi. Thậm chí ông ta còn truyền chức giáo chủ lại cho con gái Hoa Ánh Lục, còn mình thì trốn đi bế quan khổ tu. Bây giờ, người phát ngôn của thế giới địa tâm chính là Hoa Ánh Lục. Để tiện cho việc quản lý, nàng đã sáng lập ra một bái thiên hội. Thiên ở đây tất nhiên là chỉ Hạ Thiên. Hoa Ánh Lục đích thân đảm nhiệm chức hội trưởng nhưng nàng không dám chuyên quyền, lại lôi kéo được Phi Diệp tộc, nhất là hai chị em Bạch Thi Tình, Bạch Bích Tiêu đã từng quen biết Hạ Thiên. Sở dĩ nàng an bài như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Thật ra, Hạ Thiên phóng thích Tĩnh Linh Văn kéo một khoảng thời gian rất dài. Lúc đó, bốn người Dạ Ngọc Mị mơ hồ có chút không chịu nổi. Thế là, Dạ Ngọc Mị để Hoa Ánh Lục tiếp tục chống đỡ. Tiếp theo, chị em Bạch Thị vừa lúc đến xem tình huống của Hạ Thiên, đồng thời bị Dạ Ngọc Mị lợi dụng luôn. Nếu là Hạ Thiên lúc tỉnh, ba người này nhất định không lọt được vào mắt của hắn, chỉ có Bạch Thi Tình là miễn cưỡng còn được. Đương nhiên, ba người này cũng chưa chắc muốn trở thành nữ nhân của hắn. Chỉ là Dạ Ngọc Mị không quan tâm quá nhiều. Từ trước đến nay nàng chỉ coi trọng kết quả, hoàn toàn không quan tâm thủ đoạn, cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào. Vì đạt được mục đích của mình, nàng không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Lúc đó, chuyện quan trọng nhất chính là để Hạ Thiên phóng xuất toàn bộ Tĩnh Linh Văn ra ngoài. Những thứ còn lại không quan trọng trong mắt của nàng. Dạ Ngọc Mị cũng không phải là người qua sông đoạn cầu, cũng muốn đền bù một chút cho ba người Hoa Ánh Lục, dự định sau đó sẽ dẫn ba người rời khỏi thế giới địa tâm, lên mặt đất bồi dưỡng một phen. Đáng tiếc, Hoa Ánh Lục kiên quyết lưu lại thế giới địa tâm. Nàng cũng nói rõ đời này nàng không có khả năng lên mặt đất lại, cho nên cũng không muốn để Hạ Thiên biết chuyện này. Chị em Bạch Thị cũng lựa chọn ở lại thế giới địa tâm. Dạ Ngọc Mị cũng không cưỡng cầu các nàng, thay nàng giải quyết một số phiền phức, thuận tiện cho nàng quản lý thế giới địa tâm. Thế giới địa tâm vẫn là một cứ điểm cực kỳ quan trọng, nên giao cho người của mình quản lý vẫn yên tâm hơn. Bằng không, không biết lúc nào lại xảy ra chuyện ngũ đế lục đế loạn thất bát tao nữa. Nếu có, quả thật phiền phức chết đi được. Sau khi sắp xếp xong chuyện ở thế giới địa tâm, Dạ Ngọc Mị và Phù Diêu Tiên Tử thoáng thương lượng một phen, cảm thấy không nên ở thế giới địa tâm quá lâu, nên nhanh chóng quay lại mặt đất thì tốt hơn. Lúc này, Hạ Thiên cũng đã phóng xuất Tĩnh Linh Văn gần hết, các nàng cũng đã tiêu hóa xong Tĩnh Linh Văn bên trong cơ thể, chẳng những cảnh giới tăng lên, đồng thời còn có thể tùy ý chuyển hóa linh khí thành kiếp lực. Việc này không nên chậm trễ, trực tiếp rút lui thì hay hơn. Tuy nhiên, bởi vì trước đó cửu giới hợp nhất, thông đạo vốn có đã không cách nào sử dụng được. Hoa Ánh Lục nhớ đến một phương pháp có thể quay lại mặt đất, đó chính là đi thuyền đến điểm cuối sông Chọc Thủy, nơi đó tất cả đều là dung nham, lợi dụng thế năng núi lửa bộc phát vọt thẳng lên mặt đất. Chiếc thuyền do Phi Diệp tộc chế tạo ra, kiên cố vô cùng, lại còn cách nhiệt. Lúc này mới có chuyện nhóm người Hạ Thiên ngồi thuyền con, lợi dụng dung nham vọt lên. Chấm. Đảo quốc. Dưới Anh Phong Sơn, trong đền thờ đồng hồ. Thần dụ lại một lần nữa tổ chức hội nghị. Trước đó mấy ngày, bọn họ đã tiến hành hành động tiếu sát Hạ Thiên, nữ nhân và các thế lực của hắn, vốn cho rằng không có Hạ Thiên ở đó, bọn họ nhất định thắng không thua. Sự thật đã cho bọn họ một cái tát vang dội. Bọn họ thất bại quay về, hơn nữa lại còn thảm bại. Nếu không phải bọn họ có tuyệt kỹ bảo mệnh, thậm chí còn có khả năng toàn quân bị diệt. Ví dụ như 9 vị gọi là thần sứ, chết chỉ còn lại mấy người, có mặt ở đảo quốc bây giờ chỉ có 3 người. Đằng hồ hoa tán lý của đền thờ đồng hồ, hòa thượng chân châu sùng của chân khí tông và ninja áo trắng kính chỉ Bạch Phạm. Nghĩ không ra cả đám nữ nhân của Hạ Thiên lại kinh khủng đến như vậy, sắc mặt đằng hồ hoa tán lý trắng bệch, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Kính chỉ Bạch Phạm cũng còn chưa tỉnh hồn, lẩm bẩm tại sao lại như vậy? Vì sao tin tức như thế lại không có ai xác minh?
Trân Châu Sùng cũng cố gắng cưỡng ép sự kinh hãi trong lòng, chậm rãi nói, trước kia ta cũng đã nghe nói nữ nhân của Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng chưa ai thấy bọn họ ra tay lần nào. Ai biết được bọn họ lại lợi hại đến mức như vậy chứ? Đăng Cơ, ngươi không phải nói sẽ có địa tâm thần tộc đến giúp chúng ta sao? Kính Chỉ Bạch Phạm rút đao ra khỏi vỏ, chỉ ngay cổ họng Đằng Hồ Hoa tán lý, kết quả thì sao, đến bây giờ cũng không thấy một bóng người nào. Đằng Hồ Hoa tán lý cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra chấn định, có thể là tín hiệu truyền đi xuất hiện vấn đề, nhưng ta có dự cảm viện quân địa tâm thần tộc sẽ lập tức đến nay. Đến lúc đó chúng ta chưa chắc không có cơ hội lật bàn. Ngươi tốt nhất đừng có dở trò. Ánh mắt Kính Chỉ Bạch Phạm lộ hung quang, lạnh lùng nói, lần này, Kính Chỉ gia chúng ta tử thương thảm trọng nhất. Nếu ngươi không có một lời giải thích, bây giờ ta sẽ đâm chết ngươi. Đằng Hồ Hoa tán lý đã ổn định lại tinh thần, đền thờ của chúng ta cũng tổn thất không ít so với ngươi, nhưng hắc sĩ tộc chúng ta đã sớm có ước định với thế giới địa tâm, bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ cần chúng ta ẩn núp một khoảng thời gian là được. Vậy chúng ta phải chờ bao lâu? Trân Châu Sùng có chút lo lắng nói, một ngày, hai ngày, một tháng hay là... Đằng Hồ Hoa tán lý có chút do dự nói, không lâu đâu, các ngươi cứ kiên nhẫn chờ là được. Hừ, sẽ không lâu. Kính Chỉ Bạch Phạm lạnh lùng nói, nếu vượt dù chỉ một ngày, ta cũng không giao phó được với gia tộc. Đến lúc đó, ta chỉ có thể giết ngươi trước rồi mổ bụng tạ tội sau mà thôi. Trân Châu Sùng cũng có tâm tư như thế, Đằng Cơ, việc này ngươi xác thực phải có một lời giải thích. Thánh Tâm, còn có Bệnh Bì cũng có ý này. Nếu không, ai có thể gánh được trách nhiệm của thất bại lần này chứ? Kế hoạch tiểu sát Hạ Thiên và thế lực của hắn lần này vốn là do Đằng Hồ Hoa tán lý khởi xướng, cũng là nàng ta định kế hoạch. Bây giờ thất bại thảm hại như thế, nếu không có người cõng nổi khẳng định là không được. Đằng Hồ Hoa tán lý không hề sợ hãi đối với uy hiếp của hai người, nhưng nàng ta biết rõ, nếu nàng ta không có một lời giải thích hợp lý, mấy thế lực kia nhất định sẽ đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người nàng ta. Ai bảo trước đó thế lực của nàng ta là mạnh nhất, cao giọng nhất, còn cam đoan địa tâm thần tộc sẽ đến hỗ trợ. Kết quả thì sao, nhiệm vụ thảm bại, thế lực khắp nơi đều bị thương nặng. Lúc này, chính bản thân nàng ta cũng bị phản phệ, chỉ cần không cẩn thận. Khả năng sẽ bị hai người trước mặt giết chết. Bây giờ ta đốt phủ đưa tin, thúc giục bọn họ gia tăng tốc độ. Đằng Hồ Hoa tán lý đành phải chịu thua, nếu trong vòng một ngày bọn họ chưa đến, ta sẽ đồng ý. Đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Rất nhanh, cảm giác lắc lư càng lúc càng mãnh liệt. Địa chấn, Kính Chỉ Bạch Phạm biến sắc. Trân Châu Sùng trừng mắt, chỉ ra ngoài cửa sổ, không đúng, là núi lửa phun trào. Quả nhiên, ngọn núi lửa Anh Phong Sơn cách đó không xa đang phun ra dung nham cuồn cuộn. Sao lại như thế, núi lửa Anh Phong Sơn còn chưa đến thời điểm bộc phát mà. Gương mặt Đằng Hồ Hoa tán lý hiện lên sự nghi hoặc, nhưng rồi lại vui mừng quá đỗi, đúng vậy, nhất định là địa tâm thần tộc đến. Dưới ngọn núi lửa vốn là thông đạo hắc sĩ tộc chúng ta dùng để đến thế giới địa tâm. Trân Châu Sùng có chút hoài nghi, ngươi xác định. Tuyệt đối là như vậy. Đằng Hồ Hoa tán lý phấn khởi nói, cũng không lo đất núi rung chuyển, lập tức thả người ra khỏi phòng, chạy về phía Anh Phong Sơn. Biểu hiện của hai người Trân Châu Sùng và Kính Chỉ Bạch Phạm khá phức tạp. Bọn họ vốn bức Đằng Hồ Hoa tán lý gánh trách nhiệm thất bại, sau đó bọn họ sẽ mượn cớ cướp đoạt đền thờ đồng hồ, nghĩ không ra trong thời khắc mấu chốt, cái gọi là địa tâm thần tộc đã đến thật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thu lại suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu. Muốn xem tình huống trước rồi lại nói. Thần tộc sắp đến, tất cả các đệ tử trong đền thờ nếu không ở lại thủ vệ thì tất cả ra ngoài, tiến về nghênh thần các cánh Bắc Anh Phong Sơn. Nếu ai không đi, lập tức xử tử. Đằng Hồ Hoa tán lý không những đích thân chạy đến Anh Phong Sơn, thậm chí còn ra lệnh cho tất cả thành viên trong đền thờ phải đến nghênh đón thần tộc rời núi. Nghênh thần các, nói là các, nhưng thật ra lại là hòn đảo nhỏ. Nó cách Anh Phong Sơn rất gần nhưng bởi vì có một vùng biển ở giữa, thành ra sẽ không bị dung nham lan đến gần. Nhưng nếu địa tâm thần tộc từ thông đạo núi lửa đi ra, tất nhiên sẽ phải đi ngang qua nghênh thần các. Rất nhanh, Trân Châu Sùng mang theo một số đệ tử chân khí tông, Kính Chỉ Bạch Phạm cũng gọi đến một số đệ tử Đông Thiên Minh của mình,
cùng với gần như toàn bộ đệ tử đền thờ đồng hồ đến nghênh thần các. Đăng cơ, người chắc chắn là người của thần tộc đến chứ? Kính chỉ Bạch Phạm vẫn có chút không tin tưởng lắm, nếu chẳng may chỉ là núi lửa phun trào bình thường, chẳng phải chúng ta sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Trân Châu Sùng cũng có chút lo lắng, còn nữa, nếu thần tộc đến thật, đến lúc đó ai sẽ làm chủ? Tuyệt đối là thần tộc đến, ta đã cảm nhận được khí tức đến từ địa tâm thần hạch. Cảm giác lo lắng trước đó đã tan biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn, thần tộc đến, đương nhiên phải lấy họ làm chủ rồi. Chúng ta vốn là hậu duệ mặt đất của thần tộc, bây giờ tổ nguyên đến, chúng ta tất nhiên phải phục tùng vô điều kiện sắp xếp của bọn họ, các ngươi không được làm trái. Nàng quan sát biểu hiện của hai người kia, cười nói, thần tộc đến, thế lực của Hạ Thiên tất sẽ bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Đến lúc đó, lợi ích mà các ngươi được phân chia tuyệt đối khiến các ngươi hài lòng. Đó là tất nhiên rồi, Trân Châu Sùng và Kính Chỉ Bạch Phạm cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bên trong núi lửa phun ra một vật gì kia? Hình như là lá cây. Không đúng, là lá cây hình thuyền. Hẳn thần tộc cưỡi tiên thuyền đến. Anh Phong Sơn phun trào một đợt núi lửa, dung nham trực chỉ vân tiêu, tầng mây đầy trời bị đốt đến đỏ đậm. Bên trong một mảnh đỏ đậm, một lá cây màu xanh lục từ dung nham bay xuống. Hậu duệ Hắc Xỉ thần tộc Đằng Hồ Hoa Tán Lý xuất lĩnh đền thờ đồng hồ ở đây cung nghênh thần tộc. Đằng Hồ Hoa Tán Lý thấy lá cây tựa như con thuyền con đang bay đến nghênh thần các, không chút nghĩ ngợi liền quỳ rạp người xuống. Những người khác thấy vậy, cũng không thể không quỳ xuống theo. Để tỏ lòng thành kính, bọn họ thậm chí ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Bành! Một tiếng vang thật lớn, con thuyền lá nhỏ quả nhiên rơi xuống biển trước nghênh thần các, dậy lên từng tầng gợn sóng, thiếu chút nữa cuốn hết mọi người xuống biển. Đằng cơ cung nghênh mấy vị đại nhân thần tộc, Đằng Hồ Hoa Tán Lý lớn tiếng nói, các thần tộc đại nhân đến, chúng ta cũng yên tâm hơn. Hôm nay chúng ta có thể phản công, giết sạch nữ nhân của Hạ Thiên, đoạt lại tất cả những gì của Hạ Thiên. Đến lúc đó, biến mặt đất thành nhà của các thần tộc cũng dễ như trở bàn tay. Đợi lâu nhưng không hề có sự đáp lại. Sắc mặt Đằng Hồ Hoa Tán Lý cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc thần tộc phái ai đến. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, vừa nãy ngươi nói muốn giết sạch ai? Hạ Thiên. Đằng Hồ Hoa Tán Lý hoàn toàn không xa lạ gì với âm thanh này, thậm chí còn khắc vào sâu trong tâm khảm. Chờ nàng ta nhìn thấy rõ ràng người nói chuyện, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán, ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi nên trả lời câu hỏi của ta trước đi. Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng, gan của ngươi chưa chắc đã lớn, nhưng khẩu khí đúng là không nhỏ, còn muốn giết sạch nữ nhân của Hạ Thiên. Phù Diêu tiên tử cũng cười nhạt một tiếng, chúng ta cũng là nữ nhân của Hạ Thiên đấy, ngươi không ngại thì giết sạch bây giờ đi. Tô Vô Song quát to, cần chi phải nói nhiều với nàng ta như vậy, để ta giết nàng ta trước. Mộc Hàm không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm những người khác. Bạch Tiêm Tiêm cũng giống như vậy. Người vừa rồi từ trong núi lửa bay ra chính là các ngươi. Đằng Hồ Hoa Tán Lý cả kinh mở to mắt, không thể tin được vậy, vậy chẳng phải nói các ngươi đến từ địa tâm. Ngươi đoán không sai. Mộc Hàm mỉm cười đáp. Chúng ta chính là từ thế giới địa tâm đi ra, ngươi không cần nghĩ đến việc nhờ thần tộc chống lưng cho. Nơi đó đã trở thành địa bàn của chúng ta rồi. Không thể nào, Đằng Hồ Hoa Tán Lý hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự thật này, các ngươi không có khả năng đến thế giới địa tâm, cũng không thể nào là đối thủ của thần tộc. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, thế giới này có rất nhiều chuyện không thể nào, hiển nhiên là loại ngu ngốc như ngươi không cách nào hiểu được. Ta không tin. Ta tuyệt đối không tin. Gương mặt Đằng Hồ Hoa Tán Lý lộ ra vẻ điên cuồng, vung tay bắn ra ba hỏa phù, nhắm ngay đám người Hạ Thiên. Được rồi, đừng dây dưa nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiện tay bóp nát ba hỏa phù kia. Hỏa Nha Thiên Minh. Đằng Hồ Hoa Tán Lý vẫn không cam lòng, ném ra gần trăm tờ hỏa phù, hơn nữa còn ra tay rất bạo. Điều này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần mất tập trung một chút là có thể nổ chết chính mình. Nhưng nàng ta không thể không làm như thế. Khi vẫn còn một chút hy vọng sống thì phải làm. Nếu không làm, nàng ta chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, nàng ta đã đoán sai một việc. Trước mặt Hạ Thiên,
nàng ta không có bất kỳ một cơ hội nào. Bành! Đằng hồ hoa tán lý phát hiện tất cả hỏa phù mà nàng ta ném đi đều bay trở lại, bản thân nàng ta cũng không động đậy được, bị nổ trúng, người rơi xuống biển, hiển nhiên là không sống nổi rồi. Lúc này, đám người Trân Châu Sùng và Kính Chỉ Bạch Phạm ở đằng sau cũng đã phản ứng kịp. Nhất thời, ai chạy trốn thì chạy trốn, ai rút đao thì rút đao. Đáng tiếc không có trường hợp ngoại lệ, rút đao thì chết ngay tại chỗ, chạy trốn thì cũng rơi thẳng xuống biển. Trân Châu Sùng và Kính Chỉ Bạch Phạm thậm chí còn không nhìn thấy rõ ai ra tay, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, trong lòng không khỏi sinh ra sự sợ hãi. Dưới cờ thiên cung, phân bộ Đông Thiên Môn, Kính Chỉ Bạch Phạm khấu kiến hạ, hạ tiên sinh, còn có Phù Diêu tiên tử. Đầu óc Kính Chỉ Bạch Phạm xoay chuyển thật nhanh, quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử, dùng tiếng trung cứng ngắc của mình nói, ta bị bọn họ bức hiếp, Kính Chỉ gia vẫn luôn hướng về thiên cung, còn có Hạ tiên sinh. Ăn không nổi rồi đúng không? Hạ Thiên mỉm cười, ăn nhiều quá mắc nghẹn rồi chứ gì. Trong lòng Kính Chỉ Bạch Phạm có chút bất mãn nhưng không dám tỏ thái độ ra ngoài. Phù Diêu tiên tử cười nhạt, ngươi nhận ra ta. Cung chủ thiên cung đã từng đưa chân dung của ngài cho các phân bộ xem qua, cho nên chúng ta biết hết thảy những gì của thiên cung đều bắt nguồn từ Phù Diêu tiên tử. Kính Chỉ Bạch Phạm nằm dạp dưới đất, đầu dập lia lịa xuống mặt đất, giọng nói cũng trở nên hèn mọn, nhất là Đông Thiên Môn của chúng ta đã từng nhận đại ân của cung chủ thiên cung, đến nay suốt đời khó quên. Trân Châu Sùng thấy vậy, cũng quỳ phục xuống, bần tăng là chủ trì chân khí tông, linh khí bản tông cũng là lấy từ cực tiên mộ. Vẫn luôn thờ phụng Phù Diêu tiên tử, còn có thần vị cung chủ thiên cung. Ha ha, nhận nhiều chỗ tốt như thế mà còn dám làm ra mấy chuyện này. Dạ Ngọc Mị lạnh giọng nói, đúng là một đám bạch nhãn lang, nên thẳng tay giết chết thì hay hơn. Vậy thì giết thôi, Phù Diêu tiên tử cũng không do dự, lạnh nhạt nói. Trân Châu Sùng và Kính Chỉ Bạch Phạm đều biến sắc, hai người nhìn nhau, đồng thời xuất kích, chỉ là bọn họ tránh Hạ Thiên. Dạ Ngọc Mị, còn có Phù Diêu tiên tử, lựa chọn Bạch Tiêm Tiêm yếu nhất. Bành! Mặc dù tu vi Bạch Tiêm Tiêm không cao, nhưng sau khi được Tĩnh Linh Văn của Hạ Thiên cải tạo qua, đã xưa đâu bằng nay. Đối phó hai người kia cũng đủ nghiền ép. Nàng tùy ý đá ra một cước, hai người bị nện xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Thiên ca ca, chúng ta nên xử lý hai người này như thế nào? Bạch Tiêm Tiêm quay sang hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên khoát tay nói, ném xuống biển cho cá ăn đi. Không phải sẽ làm ô nhiễm nước biển sao? Tô Vô Song hỏi lại một câu. Nước biển nơi này đã sớm bị bọn họ làm ô nhiễm. Mộc Hàm Trào Phúng nói, còn cái gì ô nhiễm hơn so với nước thải chứ? Hạ Thiên mỉm cười nói, vậy để bọn họ uống nước biển do chính bọn họ làm ô nhiễm, xem có biến thành quái thú biến dị hay không? Rất nhanh, tất cả đều bị ném xuống biển. Hạ Thiên nhếch miệng, chẳng thú vị gì cả, chúng ta quay về Giang Hải đi. Các ngươi về trước đi. Dạ Ngọc Mị bỗng lên tiếng, nếu nơi này không quét dọn sạch sẽ, sớm muộn gì cũng sẽ có loại ngu ngốc đáng ghét xuất hiện. Giang Hải, tập đoàn thần y. Kiều Tiểu Kiều đang ngồi nhàn nhã uống trà. Mấy ngày nay, nàng đánh tới đánh lui vô số thế lực nội ngoại minh thương ám tiễn nhằm vào tập đoàn thần y. Trong đó có thương chiến quang minh chính đại. Cũng có hãm hại âm hiểm xảo trá, càng có ám sát trực tiếp, thậm chí còn có tấn công gan to bằng trời. Đáng tiếc, những tình huống này đều được Kiều Tiểu Kiều dễ dàng hóa giải. Kiều Tiểu Kiều chính là định hải thần châm của tập đoàn thần y, trải qua sóng gió phong ba vẫn vững như Thái Sơn, thậm chí rất nhiều người còn không cảm giác được nguy hiểm, cho rằng thời gian này cũng bình thường như mọi ngày. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Tiểu Kiều tiện tay đóng sấp tài liệu đang xem, thản nhiên nói, vào đi. Lục Ngạc mặc chiếc váy công sở chậm rãi bước vào văn phòng tổng giám đốc, báo cáo với Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tổng, đội trưởng bảo an lầu dưới Thiết Kim Cương vừa bắt được một kẻ không rõ lén chui vào cao ốc, chúng ta không biết phải xử lý như thế nào. Trực tiếp giao cho cảnh sát được không? Kiều Tiểu Kiều hỏi, có hỏi ra được điều gì hay không? Hắn ta nói muốn gặp tổng giám đốc tập đoàn thần y. Lục Ngạc nhẹ giọng hồi đáp, hơn nữa còn nói rằng hắn ta mang thành ý rất lớn đến đây. Nếu Tổng Giám Đốc từ chối gặp hắn ta, tập đoàn thần y sẽ nghênh đón hủy diệt. Kiều Tiểu Kiều không khỏi cười khẽ một tiếng,
lạnh nhạt nói, thông báo cho Thiên Đạo Tổ, bảo bọn họ mang người này đi là được. Không hỏi tình huống sao? Lục Ngạc có chút ngạc nhiên hỏi. Kiều Tiểu Kiều đáp, không cần, hắn ta cung cấp cũng chỉ là những tin tức không hữu dụng, gặp cũng chỉ là lãng phí thời gian. Vâng, Lục Ngạc gật đầu, sau đó lui ra. Chờ Lục Ngạc rời đi, nụ cười trên mặt Kiều Tiểu Kiều thu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một hướng trong phòng, thản nhiên nói, hai vị đã đến, vì sao còn phải giấu đầu lòi đuôi thế? Người phát hiện được chúng ta, quả nhiên không tầm thường. Hai bóng người bước ra, một nam một nữ. Nam nhìn qua chưa đến 30, tóc vàng, tướng mạo cũng tính là anh tuấn. Nữ cũng chỉ khoảng 16-17, ăn mặc rất có phong cách Gothic, gương mặt còn đeo chiếc mặt nạ răng nanh. Người đến đều là khách, ngồi đi. Gương mặt Kiều Tiểu Kiều không hề có sự khẩn trương, ngược lại còn nhiệt tình hỏi, hai người uống gì, trà hay cà phê? Nam nhân tóc vàng đáp lại, ta thích uống trà, nhất là Ngân Câu Hoàng Sơn. Ta uống cà phê kiểu Mỹ. Thiếu nữ Gothic có chút kiêu ngạo nói. Thật sao, Kiều Tiểu Kiều chưa từng nghe qua loại trà này, nhưng vẫn thông qua điện thoại dặn dò Lục Ngạc, pha cho ta một bình Ngân Câu Hoàng Sơn, còn có cà phê kiểu Mỹ, sau đó mang vào đây cho ta. Thiếu nữ Gothic có chút hứng thú nhìn Kiều Tiểu Kiều, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ngươi là tổng giám đốc tập đoàn thần y Tô Bối Bối sao? Ta không phải Tô Bối Bối. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, các ngươi hẳn phải biết dáng dấp của Tô Bối Bối ra sao chứ? Theo ta được biết, tập đoàn thần y trước sau xuất hiện qua 4 đời tổng giám đốc. Nam nhân tóc vàng đánh giá Kiều Tiểu Kiều vài lần, sau đó nói, theo thứ tự là Kiều Tiểu Kiều, Diệp Mộng Oánh, Tô Bối Bối, còn có đại diện tổng giám đốc Lam Y Nhân. Hai người trước đã lâu rồi không thấy xuất hiện, thậm chí còn có tin tức nói rằng bọn họ đã mất tích. Điều quỷ dị nhất chính là, trên mạng cũng không có bất kỳ dấu vết nào về hai người bọn họ, bao gồm cả ảnh chụp. Vậy vị tỷ tỷ này là tổng giám đốc tân nhiệm rồi. Thiếu nữ Gothic cười nói, nhìn còn trẻ, xinh đẹp hơn Tô Bối Bối nhiều. Chẳng lẽ tổng giám đốc tập đoàn thần y đều dựa vào nhan sắc để tranh cử sao? Kiều Tiểu Kiều nói, được rồi, các ngươi không cần đoán. Ta chính là Kiều Tiểu Kiều. Quả nhiên là Kiều Tiểu Thư đại danh đỉnh đỉnh. Nam nhân tóc vàng thở dài nói, thiên tài kinh doanh 12 năm trước. Khó trách chúng ta lại thất bại. Nói thẳng mục đích đến đây của các ngươi đi. Kiều Tiểu Kiều thuận miệng nói, thời gian của ta rất quý giá, tuyệt không muốn lãng phí. Ta xin tự giới thiệu, ta tên William Rockwell, người có thể gọi ta là William, hoặc gọi tên tiếng Trung của ta là Lạc Khả Huy. Ta là thần sứ thánh tâm của tổ chức thần dụ, cũng là người thừa kế tập đoàn Rockwell của Mỹ. Lạc Khả Huy nở nụ cười tự tin, trước giới thiệu mình rồi chỉ vào thiếu nữ Gothic, nàng ấy là em họ của ta, Doris, là hoàng tộc Tây Âu, trong cơ thể còn chảy dòng máu thần tộc cao quý, còn có. Các ngươi chảy máu của ai, ăn cơm của ai, ta hoàn toàn không có hứng thú. Kiều Tiểu Kiều cắt ngang lời nói của hắn ta. Ha ha, Kiều Tiểu Thư, ngươi đừng có địch ý với ta như vậy. Lạc Khả Huy khoát tay. Làm ra vẻ thoải mái, tuy nói trước đó chúng ta đã từng giao phong mấy lần nhưng tất cả đã qua rồi, không phải sao? Bây giờ ta muốn đại diện cho tập đoàn Rockwell triển khai hợp tác với tập đoàn thần y. Đây mới là lợi ích thật sự, chẳng lẽ ngươi không thích tiền sao? Kiều Tiểu Kiều vẫn duy trì lịch sự cơ bản, thật ra, nếu không có việc gì, các ngươi nên tranh thủ thời gian soạn di ngôn thì hay hơn. Câu nói này rất có phong cách của Hạ Thiên. Không giống cái kiểu lười biếng đặc biệt của Hạ Thiên, khi Kiều Tiểu Kiều nói, giọng nói rất bình tĩnh, thản nhiên. Giống như đang nói đến một sự kiện không hề quan trọng. Không đúng. Nàng chính là đang nói một chuyện không quan trọng. Kiều Tiểu Thư, người vừa mới nói cái gì? Lạc Khả Huy sửng sốt mấy giây mới khôi phục tinh thần, có chút khó tin nhìn Kiều Tiểu Kiều. Người hẳn nghe rất rõ ràng. Thái độ của Kiều Tiểu Kiều rất tự nhiên, từ trước đến nay ta không thích nói mấy lời như vậy lần thứ hai. Doris cũng thở phì phò, trừng mắt nhìn Kiều Tiểu Kiều, bất mãn quát, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngươi có tin bây giờ ta một kiếm đâm chết ngươi không? Nói xong, nàng ta lấy một cây chủy thủ kỵ sĩ đầu tròn phong cách Trung Cổ ra, Doris, dừng tay. Lạc Khả Huy lớn tiếng ngăn nàng ta lại, còn thuận tay cướp lấy thanh chủy thủ trong tay của nàng ta. Sau đó quay sang nói với Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Thư,
người thật ra không cần ôm địch ý với chúng ta như vậy. Dựa theo ngạn ngữ của người Trung Quốc các ngươi mà nói, buôn bán thì phải nói nhân nghĩa, người cần chi phải làm cho quan hệ giữa chúng ta trở nên căng thẳng như thế. Nhân nghĩa, Kiều Tiểu Kiều cười nhẹ lắc đầu, các ngươi chưa từng có thứ này, cũng đừng nên rát vàng lên mặt mình. Sắc mặt Lạc Khả Uy dùng tốc độ bằng mắt thường trở nên khó coi, một hồi lâu sau mới nói, Kiều Tiểu Thư, người đưa ra điều kiện đi. Chúng ta cực kỳ có thành ý. Thật ra các ngươi cũng không hy vọng chúng ta cứ luôn đánh nhau, đúng không? Xem ra các ngươi muốn giảng hòa. Kiều Tiểu Kiều cười nói, cũng được, dù sao cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người các ngươi. Trong lòng Lạc Khả Uy có chút thả lỏng, chỉ cần Kiều Tiểu Kiều chịu ra điều kiện, nói rõ tình huống vẫn còn chưa bế tắc. Bỏ ra một phần lợi ích đổi lấy thời gian thở dốc cũng là nhiệm vụ mà tập đoàn giao cho hắn ta. Trước đó mấy ngày, tập đoàn Rockwell của hắn ta nhúng tay vào tiếu sát các thế lực dưới cờ Hạ Thiên. Bọn họ chỉ cho rằng nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của, kết quả không cẩn thận bị Kiều Tiểu Kiều cắt đứt. Tiếp theo, liên quân do tổ chức thần dụ dẫn đầu cũng bị nữ nhân của Hạ Thiên ngược đến tè ra quần. Tập đoàn Rockwell nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức thay đổi thái độ, phái hai người đến cầu hòa. Thân hình căng cứng của Lạc Khả Uy cũng thả lỏng, giọng nói trở nên nhẹ nhõm hơn, Kiều Tiểu Kiều, ngươi cứ đưa ra điều kiện của mình. Chỉ cần ngươi nói, chúng ta nhất định có thể làm được. Điều kiện ta đã đưa rồi đó. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, sau đó nói, bây giờ ta chỉ bổ sung một điểm, đó chính là cao tầng tập đoàn của ngươi tự vận tạ tội với thiên hạ đi. Lạc Khả Uy biến sắc, Kiều Tiểu Thư, ngươi rõ ràng muốn làm khó dễ chúng ta, hoàn toàn không có thành ý đàm phán. Ta đã nói rồi, không cần lãng phí thời gian, cứ giết nữ nhân đó đi. Doris vô cùng tức giận nói, cần chi phải lãng phí thời gian chứ? Cái gì nghĩ cái gì hòa, cứ đánh là được. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên vẻ không thích, có ta ở đây, không tồn tại cái gì là nghị hòa cả, hoặc đánh tan các ngươi hoặc tiêu diệt các ngươi. Ngươi sẽ hối hận, Lạc Khả Uy lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Tiểu Kiều, cho dù tập đoàn thần y của các ngươi lợi hại hơn nữa, so với tập đoàn Rockwell của chúng ta cũng chỉ là đom đóm mà thôi. Các ngươi thật sự không sợ. Kiều Tiểu Kiều khí định thần nhàn, nở một nụ cười cực kỳ tự tin và yêu nhã. Một đóm lửa tàn cũng có thể thiêu cháy cả một khu rừng. Người nên sợ chính là các ngươi. Ngươi, Lạc Khả Uy nghe xong, biết nói thêm cũng không có tác dụng gì, chỉ bỏ lại một câu ngoan thoại, Kiều Tiểu Thư, thật ra ta vẫn hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút, bởi vì rất nhiều người vì ngươi nhất thời nhanh miệng mà phải trả một cái giá bằng sinh mệnh của mình. Thế cái giá đó là mạng của các ngươi thì sao? Kiều Tiểu Kiều vẫn thờ ơ như cũ. Ngược lại còn cười nói, đó chính là một cái giá không tệ. Doris hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, anh họ, đừng nói nhiều với nàng ta nữa. Chúng ta đi thôi. Hừ, Kiều Tiểu Kiều, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ lại đi. Giọng nói của Lạc Khả Uy bỗng trở nên lạnh lùng, ta có thể cho ngươi thêm nửa ngày để cân nhắc. Nếu ngươi bỏ qua, xem như không còn. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, không cần như vậy đâu. Có chiêu thức gì thì cứ dùng ra, ta vừa trở về, đang rảnh đến muốn mạng đây. Sắc mặt Lạc Khả Uy lạnh lẽo, Kiều Tiểu Thư, người xác định. Cộc cộc cộc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi, Kiều Tiểu Kiều lạnh lùng nói. Chỉ thấy Lục Ngạc bưng một cái khay bước vào, mang cho Lạc Khả Uy và Doris đều là trà nóng. Này, ta muốn cà phê kiểu Mỹ mà. Doris bất mãn mắng Lục Ngạc, đầu óc ngươi không tốt. Không nhớ kỹ lời ta nói sao? Lục Ngạc thản nhiên nói, không có, ngươi thích uống thì uống, không uống thì thôi. Thái độ của ngươi là gì? Có tin ta một đao đâm, Doris tức giận muốn móc chủy thủ ra, nhưng không thấy, lúc này nàng ta mới nhớ đến thanh chủy thủ đã bị Lạc Khả Uy lấy. Lục Ngạc không thèm để ý, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Lạc Khả Uy nhìn tách trà nóng trước mắt nhưng cũng không có ý muốn uống. Thế nào? Sợ chúng ta hạ độc trong trà à? Kiều Tiểu Kiều cười hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Lạc Khả Uy phủ nhận, tiện tay bưng tách trà lên nhưng vẫn không uống, bỗng nhiên cười nói, Kiều Tiểu Thư, chỉ bằng chúng ta đánh cược với nhau nhỉ? Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, ta xưa nay không có đánh cược. Lạc Khả Uy bị nghẹn, vô thức nhấp một ngụm trà để che giấu, sau đó nói tiếp, ta đánh cược, qua 3 phút, ngươi sẽ nghỉ hòa với chúng ta. Thật sao? Kiều Tiểu Kiều cũng không khách sáo,
lấy điện thoại ra, hẹn 3 phút báo thức, vậy chúng ta vừa uống trà vừa chờ xem. Trong lòng Lạc Khả Uy không khỏi trầm xuống, lại dâng lên một cảm giác bất lực. Nữ nhân trước mắt quả thật rất khó chơi. Mặc kệ hắn ta ra chiêu gì, cũng giống như đánh vào bông gòn, hoàn toàn không thể dự đoán. Thời gian trôi qua từng phút một, đồng hồ báo thức vang lên. Hình như không có chuyện gì phát sinh, Kiều Tiểu Kiều để đồng hồ báo thức xong, vui vẻ nói. Lúc này, Lục Ngạc một lần nữa gõ cửa bước vào, biểu hiện muốn nói rồi lại thôi. Ha ha, hình như có chuyện xảy ra rồi đó. Lạc Khả Uy đắc ý nói với Kiều Tiểu Kiều, có cần chúng ta tránh mặt không? Kiều Tiểu Kiều nói với Lạc Khả Uy, không sao, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Lục Ngạc báo cáo chi tiết, người không rõ lai lịch lẻn vào cao ốc vừa nãy đã thoát khỏi khống chế, còn đả thương hai thành viên Thiên Đạo Tổ, đang chạy đến chỗ này. Ngươi cứ gọi Thiết Kim Cương đến ngăn hắn ta là được rồi. Kiều Tiểu Kiều lạnh lùng nói, chỉ sợ không được, Lục Ngạc lắc đầu. Giải thích, người này bôi kịch độc trên người. Cho dù đứng cách hắn ta 3 mét cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đã có 7-8 bảo an ngã xuống, còn có mười mấy nhân viên đến xem náo nhiệt cũng bị dính độc luôn. Kiều Tiểu Kiều hỏi, người chúng độc có triệu chứng gì? Lục Ngạc đáp, toàn thân chuyển sang màu xanh, làn da kết xuất phụn sắt, sau đó hóa thành khói đen, máu biến thành màu xanh sẫm, tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa giống như não bị đốt. Não bị đốt. Kiều Tiểu Kiều không khỏi sửng sốt. Xét theo ý nghĩa vật lý chính là não bị đốt. Lục Ngạc đáp, chúng loại độc này xong, não sẽ tự bốc cháy. Ồ, ta dường như đã nghe qua loại độc này. Lạc Khả Uy hoảng hốt, ngưng trọng nói, đây chính là hắc huyết phù độc đã từng lưu truyền ở Tây Âu thời Trung Cổ, được gọi là hơi thở của Sa Tăng. Kiều Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Lạc Khả Uy và Doris, trên cơ bản có thể kết luận. Vị khách không mời mà đến kia nhất định có quan hệ với hai người này. Kiều Tiểu Thư, có cần ta hỗ trợ không? Lạc Khả Uy cười nhạt, vô cùng tự tin, Hạ Thiên không có ở đây, các người muốn chế phục loại người như vậy xác thực rất khó. Tuy nhiên, ta vừa lúc cũng là bác sĩ, hơn nữa còn sinh trưởng trong thế gia ngành y, đối với các loại độc trên thế giới cũng có nghiên cứu. Kiều Tiểu Kiều cũng không sợ hãi, thản nhiên dặn dò Lục Ngạc, vậy đừng hạn chế hắn ta. Cứ để hắn ta lên đây. Hắn ta không phải muốn gặp ta sao, vậy thì gặp thôi. Kiều Tổng, nhưng trên người hắn ta có kịch độc, Lục Ngạc có chút lo lắng nói. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, yên tâm đi, hắn ta không đả thương được ta đâu. Ta biết rồi, Lục Ngạc gật đầu, lập tức lui ra ngoài sắp xếp, rút lui toàn bộ bảo an chặn đường, đồng thời dặn dò những nhân viên trong cao ốc ở tại khu vực làm việc, không được đi thang máy. Lạc Khả Uy nói tiếp, Kiều Tiểu Thư, người đừng xem thường người kia. Hơi thở của Sa Tăng nghe nói là kịch độc từ địa ngục truyền lên. Sau khi dính vào người, nhất định sẽ phải chết. Ngươi nên cẩn thận thì hơn, giao hắn ta cho ta xử lý. Không cần, Kiều Tiểu Kiều biết tâm tư của Lạc Khả Uy là gì, chỉ chút chuyện nhỏ này, tiện tay là có thể xử lý, không cần phải hỗ trợ. Ừ, cứ to mồm đi. Doris không khó cười nhạo. Hơi thở của Santa đã từng độc chết mấy chục triệu người. Tuy nói bây giờ độc tính đã yếu đi rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể giải quyết. Kiều Tiểu Kiều cười nói, vậy thì các ngươi cứ đứng đó nhìn đi. Một lát sau, cửa phòng bị phá tan, một bóng người bốc lên khói đen vọt vào. Ai là tổng giám đốc tập đoàn thần y? Người này vốn mặc một bộ Âu phục màu trắng, tác phong vô cùng thân sĩ, nhưng bây giờ toàn thân trên dưới đều bốc lửa. Khói đen cuồn cuộn, cực kỳ âm trầm, kinh khủng. Là ta, Kiều Tiểu Kiều thản nhiên đáp, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thần Y Kiều Tiểu Kiều. Ngươi là Kiều Tiểu Kiều, ngươi đến sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi, vậy thì tốt quá. Tìm được ngươi là được rồi. Kiều Tiểu Kiều hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi, ngươi đến vừa định lên tiếng, cơ thể đột nhiên cứng lại, chậm chạp nói, ta tìm ngươi làm gì? À, đầu của ta sắp bị đốt cháy rồi, rất nhiều chuyện không nhớ được. Kiều Tiểu Kiều bỗng nhiên từ trong túi lấy ra hai tấm bùa, rót vào một tia linh khí rồi ném ra ngoài. Hai tấm bùa dán vào trán của người đến, hắn ta rốt cuộc bình tĩnh lại, thở hổn hển, sau đó mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi. Ta đến là để tìm Hạ Thiên, hắn đâu rồi, mau bảo hắn ra gặp ta. Hạ Thiên không có ở đây,
Kiều Tiểu Kiều cau mày, người có gì thì cứ nói với ta. Xong rồi, người đến ôm đầu khóc lên, trái đất sắp xong rồi. Tiên Vân Đại Lục sắp xong rồi. Lời này của ngươi nói có chút. Biểu hiện của Kiều Tiểu Kiều cũng không có gì thay đổi quá lớn. Nàng lạnh nhạt nói, không đầu không đuôi, chẳng có mùi vị. Ngươi mau tìm Hạ Thiên đi, nhất định phải nhanh. Đầu người này không ngừng xuất hiện khói đen cuồn cuộn, miệng lẩm bẩm, ngươi là nữ nhân của hắn, nhất định biết hắn ở đâu. Trong vòng nửa tiếng nữa, nếu ta không gặp được hắn, toàn bộ các ngươi không cần sống nữa. Gương mặt Kiều Tiểu Kiều hiện lên sự bất mãn, có việc thì ngươi nói ngay, không nên nói chuyện giật gân ở đây. Ngươi làm như vậy cũng chỉ chậm trễ thời gian mà thôi. Ta không thể nói, ta không nói được. Người này lắc đầu, cơ thể cũng bắt đầu nổi lên khói đen. Lạc Khả Uy cảm thấy khói đen dần dần lan khắp cả phòng, vội nói với Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Thư, ngươi định làm thế nào? Các ngươi còn chưa đi, Kiều Tiểu Kiều làm ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, chuyện còn chưa bàn xong, chúng ta sao có thể đi được? Lạc Khả Uy cũng không chút để ý, chỉ cười nói, Kiều Tiểu Thư, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Chờ người này bị đốt xong, cho tàn sẽ hóa thành xương độc. Độc tính bên trong cũng sẽ phát ra. Doris có mang mặt nạ, hình như có tác dụng chống xương độc. Nàng ta tiếp lời, đừng nhìn chỉ có một mình hắn ta, nhưng khói đen tràn ra, đoán chừng toàn bộ người của Giang Hải đều bị trúng độc. Không tràn ra được đâu, Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, nói với Lục Ngạc, mau phong bế căn phòng này lại đi. Lục Ngạc ngẩn người, há miệng định hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Kiều Tiểu Kiều, nàng đành trực tiếp làm theo. Nàng ngồi xổm xuống, bàn tay nhìn như yếu đuối không xương cắm thẳng vào mặt đất xi măng cứng rắn vô cùng. Tiếp theo, vô số rễ dây leo nhanh chóng sinh trưởng bên trong cốt thép xi măng, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi đã che hết cả phòng lại. Kiều Tiểu Thư, người muốn làm gì thế? Lạc Khả Uy có cảm giác không ổn, vô thức nhìn Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, nếu trên người hắn ta đã có kịch độc, lại có tính truyền nhiễm, dĩ nhiên là phải cách ly rồi. Có như vậy mới có thể giảm phong hiểm xuống mức thấp nhất, không phải sao? Doris không hài lòng với cách giải quyết này, nổi giận quát, người muốn phong bế thì phong bế người đi, tại sao lại kéo chúng ta vào? Ta không muốn ở trong căn phòng rách nát này. William, chúng ta đi. Kiều Tiểu Thư, xem ra ngươi hoàn toàn không có thành ý hòa đàm. Lạc Khả Uy thở dài một tiếng, sau đó chỉ vào người đang nổi lên khói đen, tuy nhiên, căn cứ vào tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước, thay ngươi giải quyết tai họa này. Không cần, Kiều Tiểu Kiều trực tiếp từ chối, hắn ta rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Quả nhiên lời còn chưa dứt, lá bùa đã khống chế được người đầy khói đen kia. Ngọn lửa quỷ dị đang cháy trên đầu cũng chậm rãi được dập tắt, diện mạo thật của hắn ta dần dần lộ ra. Lúc này, Lạc Khả Uy không khỏi biến sắc, bỗng cười nói, Kiều Tiểu Thư, ngươi không cần khách sáo, ta không thu bất kỳ một phí tổn nào của ngươi, chỉ là không muốn nhìn thấy có người gặp phải tai họa như vậy. Trị bệnh cứu người cũng là bổn phận của người hành y chúng ta. Lập tức, hai con dao giải phẫu từ trong tay áo hắn ta bay ra, rơi xuống hai bàn tay. Một giây sau, hai con dao giải phẫu đã cắm vào hốc mắt người kia. A, à, người kia bị đau đến mức kinh ngạc kêu lên, không phải ngươi bảo ta đến, a. À. Im ngay, không được hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Khả Uy dùng sức móc mắt của đối phương ra, nhanh chóng cất vào trong tay áo. Này, tại sao ngươi lại, người kia còn đang định nói điều gì, đáng tiếc lời vừa ra đến miệng, người đã uể oải ngã xuống, không còn thở nữa, được rồi, vấn đề đã được giải quyết. Lạc Khả Uy mỉm cười khoát tay với Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Thư, nếu ngươi không muốn hòa giải, vậy chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này làm phiền ngươi nữa. Thứ cho ta và em họ của ta cáo từ, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn ta xoay người định rời đi. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, các ngươi không thể đi. Chẳng lẽ Kiều Tiểu Thư còn muốn ép chúng ta ở lại sao? Lạc Khả Uy dừng chân, quay đầu lại nhìn Kiều Tiểu Kiều, chỉ dựa vào mấy thứ dây leo yếu ớt không chịu nổi này. Gương mặt Doris cũng hiện lên sự khinh thường, chúng ta chẳng những là thần sứ, mà còn là hậu duệ thần tộc. Đám dây leo này là để phòng ngừa các ngươi chó cùng rứt dậu, cố ý tản ra xương độc. Kiều Tiểu Kiều bình tĩnh nói, về phần hai người các ngươi, vốn giáp tâm không tốt, hòa giải cái gì cũng chỉ là ngụy trang,
mục đích thật sự là muốn người này được đưa đến trước mặt Hạ Thiên. Kiều tiểu thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lạc Khả Uy lạnh giọng trả lời. Lục Ngạc không nhịn được đáp lại một câu, vừa rồi người này lỡ miệng, các ngươi còn không thừa nhận. Lời của người điên nói mà các ngươi cũng tin. Doris cười nhạo một tiếng, vừa rồi hắn ta nói trái đất sắp xong rồi, chẳng lẽ các ngươi cũng tin lời đó sao? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, trái đất xong hay không, về sau hãy nói. Nhưng các ngươi xác thực không thể đi, cũng không đi được. Nếu ta đi thì sao? Lạc Khả Uy giận tím mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tiểu Kiều, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Bành! Lời còn chưa nói hết, đầu Lạc Khả Uy đã chịu một kích, cả người nặng nề đập xuống đất. Cũng may dư ba đã bị dây leo hấp thu hết, bằng không, cao ốc thần y khả năng sẽ bị một trận chấn động rất mạnh. William, anh họ! Doris quá sợ hãi, lập tức nhào đến trước mặt Lạc Khả Uy, hốt hoảng sờ ngực và mũi, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng ta lấy ra một bình thuốc, tiêm vào cánh tay của Lạc Khả Uy. A! Lạc Khả Uy hét lớn một tiếng, giật mình tỉnh lại, gương mặt hiện lên sự mờ mịt, ta, bị gì vậy? Người bị nữ nhân kia đánh. Doris chỉ tay vào Kiều Tiểu Kiều, đúng là vô sỉ, người dám đánh lén ta. Kiều Tiểu Kiều khoanh tay, nhún vai nói, cũng không phải ta ra tay mà. Chính là ngươi, nơi này chỉ có 5 người chúng ta mà thôi. Doris lạnh lùng nói, trợ lý của ngươi không có bản lãnh đó. Mắt của người đang nằm kia đã bị anh họ ta móc ra, người cũng đã bị phế đi, người đừng đẩy nồi lên người hắn ta chứ. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, đương nhiên là không rồi, bởi vì ở đây không có nồi, cần chi phải đẩy chứ. Dưới tác dụng của thuốc, Lạc Khả Uy nhảy phát dậy, căm tức nhìn Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Thư, nếu ngươi đã khư khư cố chấp như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Ngươi muốn không khách sáo như thế nào? Lạc Khả Uy lạnh giọng nói, giết ngươi, sau đó hủy đi tập đoàn thần y, cho Hạ Thiên một bài học và một lời cảnh cáo khó quên. Bây giờ ngươi cứ thử đi. Được, chúng ta so tài xem hư thực đi. Lạc Khả Uy cũng không nói lời nào khách sáo, mười mấy con dao giải phẫu còn lại trong tay áo đang định bay ra, bỗng dưng trên đầu lại bị đánh thêm một chưởng. Bành! Lạc Khả Uy một lần nữa rơi xuống đất thật mạnh, cả gương mặt và mặt đất tiếp xúc thân mật. Chỉ là lúc này răng trong miệng vỡ nát. Tuy nhiên, hắn ta cũng không phải không có thu hoạch. Bởi vì rốt cuộc hắn ta cũng đã nhìn thấy rõ Kiều Tiểu Kiều không hề ra tay. Ai, là ai? Lạc Khả Uy từ dưới đất bò dậy, lau vết máu ở miệng, trong lòng bàn tay toàn là răng nát, hắn ta ném xuống đất thật mạnh, có gan thì cút ra đây cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ẩn núp thì ta không tìm được ngươi. Là tổ tông của ngươi đây. Một giọng nói lười biếng vang lên phía sau hắn ta. Lạc Khả Uy cầm con dao giải phẫu trong tay, vặn người một dao đâm tới. Bành! Lạc Khả Uy một lần nữa ngã xuống đất, nhưng gương mặt lại hiện lên sự kinh hãi, Hạ Thiên. Thằng ngu ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vô cùng khó chịu nói, nhân lúc ta không có ở đây, ngươi muốn gây chuyện với nữ nhân của ta. Lạc Khả Uy mở to mắt. Đánh giá Hạ Thiên nhiều lần, người có thể bình yên vô sự từ thế giới địa tâm trở về. Cái chỗ rách nát đó mà cũng còn tạo thành tổn thương cho ta hay sao? Hạ Thiên nhếch miệng nói, cũng lời nhìn Lạc Khả Uy, hướng đến Kiều Tiểu Kiều, ôm chặt lấy nàng, vợ Tiểu Kiều, tại sao nàng cũng đến đây? Trước đó sao nàng không nói với ta một tiếng? Trên đường đi, Mộc Hàm cũng đã thuật lại những chuyện phát sinh ở Tiên Vân Đại Lục cho Hạ Thiên nghe. Hạ Thiên tất nhiên là biết Kiều Tiểu Kiều cũng đã đến, chỉ là hắn khó nén sự hoan hỉ trong lòng. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, mặc cho hắn ôm, chúng ta đến cũng chỉ là quyết định tạm thời, không thể nào đánh tiếng trước đó được. Huống chi, khi chúng ta đến, chàng đã đến thế giới địa tâm rồi. Bất kể thế nào, không nói trước với ta, đáng để bị phạt. Hạ Thiên không quan tâm nói. Kiều Tiểu Kiều cười hỏi, chàng muốn phạt sao cũng được. Nhưng chúng ta phải giải quyết chuyện này trước rồi nói sau. Hạ Thiên khinh thường nhìn Lạc Khả Uy, chỉ hai tên ngớ ngẩn này, tiện tay là có thể xử lý. Ta nói chính là hắn ta. Kiều Tiểu Kiều chỉ vào người đang nằm trên mặt đất, vừa rồi hắn ta có nhắc đến Tiên Vân Đại Lục, đây không phải là điều mà người bình thường có thể biết. Thật sao?
Hạ Thiên cũng không có biểu hiện gì quá lớn, giữa ngón tay xuất hiện ngân châm đâm thẳng vào mi tâm người kia. Lúc này, răng trong miệng Lạc Khả Uy đã khôi phục lại như lúc ban đầu, nhìn thấy hành động của Hạ Thiên, lập tức quát lớn, khoan đã, Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Hạ Thiên nhếch miệng, tay cũng không dừng lại. Ta bảo ngươi dừng tay. Ngân châm của Hạ Thiên đã đâm vào mi tâm của người kia. Lạc Khả Uy rốt cuộc không kềm được, lách mình đến trước mặt của hắn, một cước như lôi đình đạp tới. Ngươi tốt nên dừng tay, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Một âm thanh băng lãnh bỗng dưng vang lên bên tai Lạc Khả Uy, thiếu chút nữa chấn đầu óc của hắn ta sôi lên. Lạc Khả Uy quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh xuất hiện một vị tiên tử mặc áo trắng như tuyết, chính là Phù Diêu tiên tử. William, để ta giúp ngươi. Doris thấy vậy, lập tức lao đến chỗ Phù Diêu tiên tử, nhưng nàng ta đi còn chưa được hai bước, cơ thể đã bị cản lại. Tiểu muội muội, đừng giãy giụa nữa. Mộc Hàm và Tô Vô song một trái một phải giữ Doris lại. Doris hiển nhiên không phục, lập tức khởi động cái gọi là thánh tâm nan chắc, các ngươi chết hết cho ta. Lúc này, tim của tất cả mọi người đều đập loạn lên, giống như quả bom hẹn giờ, nhanh chóng đi về phía diệt vong. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không có chuyện gì phát sinh. Trong phòng, ngoại trừ người đang nằm trên mặt đất, những người còn lại đều nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mắt. Không thể nào. Doris cực kỳ tự tin đối với năng lực của mình. Nàng ta nói, thánh tâm của ta đã tu luyện đến trạng thái mạnh nhất, làm sao lại bị vô hiệu? Chẳng lẽ các ngươi không có tim sao? Nói xong, trên dưới toàn thân nàng ta bộc phát một tầng ánh sáng mỏng nhạt. Tim của nàng ta rơi vào trạng thái cuồng loạn. Sự rung động quỷ dị này rất nhanh đã lan sang những vật xung quanh. Cao ốc thần y giống như biến thành vật sống, nảy lên một cách kỳ lạ. Lúc này, tất cả nhân viên bên trong tòa nhà đều ôm ngực, cảm giác tim của mình không được thoải mái, giống như có thể mất đi khống chế bất cứ lúc nào. Ngươi dám chơi thủ đoạn này trước mặt ta, muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên có chút khó chịu, lấy ra một cây ngân châm đâm thẳng vào hư không. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra ngoài, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ cao ốc thần y, rất nhanh giải trừ trạng thái thánh tâm của Doris. Nhân viên trong cao ốc đều lộ ra vẻ mờ mịt, cảm giác trái tim quặn đau như sắp chết vừa nãy trong nháy mắt đã biến mất, giống như chưa hề tồn tại. Đương nhiên, bọn họ không có thời gian để cảm khái, nhanh chóng quay về công việc của mình. Ngươi có thể phá giải thánh tâm của ta. Doris có chút không kềm được, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi và giận dữ, không thể nào, ta không tin. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được sự kinh khủng chân chính của thánh tâm. Tiểu muội muội, ngươi đừng miễn cưỡng mình nữa. Mộc Hàm chậm rãi bước đến trước mặt Doris, mỉm cười trấn an, thánh tâm của ngươi đối với người bình thường hoặc tu tiên giả giai thấp có lẽ còn có chút hiệu quả, nhưng đối với chúng ta, nó hoàn toàn không có tác dụng. Lời này của ngươi là có ý gì? Doris vẫn không hiểu, ngươi đừng nói ngươi không phải người nhé. Các ngươi đã là thần à? Tô Vô Song bất mãn nói, không cần thiết phải nói với bọn họ nhiều như vậy. Dám đến cửa khiêu khích, không giết không đủ uy hiếp người sau lưng bọn họ. Ngươi thì tính là cái gì? Ta sẽ giết ngươi chết. Doris thuộc loại người không sợ trời không sợ đất, không thích nhất chính là bị người ta khinh thường. Nghe Tô Vô Song nói, nàng ta lập tức vọt đến. Tô Vô Song lạnh lùng nhìn Doris vọt đến. Chờ nàng ta vọt đến trước mắt, nàng bỗng dưng rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông ra, chém xuống một cái. Rắc. Chỉ thấy mặt nạ răng nanh của Doris bị chém thành hai nửa, mũi kiếm cách lỗ mũi của nàng ta nửa tấc. Doris thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ mũi kiếm, khiến cho nàng ta trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự sợ hãi, lập tức khóc giống lên, ngươi, các ngươi đều khi dễ ta. Câm miệng, ngươi phiền phức quá. Hạ Thiên khó chịu quát lớn. Kiếm trong tay Tô Vô Song lập tức hạ xuống cổ họng Doris. Vô Song, đừng nên kích động, nàng ta chỉ là một đứa bé bị làm hư mà thôi. Mộc Hàm dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, mỉm cười khuyên bảo. Hạ Thiên ngược lại cảm thấy Tô Vô Song không làm sai cái gì. Hắn nói với Mộc Hàm, vợ tóc vàng, loại trẻ con như thế mới cần phải ăn đòn. Nếu không nhận một bài học khắc sâu, nàng ta sẽ tưởng rằng toàn thế giới này phải nhường nàng ta hết đấy.
muốn giết, các ngươi giết ta là được. Lạc Khả Uy cầu xin, điều này không liên quan gì đến em họ ta cả. Nàng ấy cũng là do ta kéo đến, các ngươi đừng giận chó đánh mèo. Cha của nàng ấy là... Cha nàng ta là ai có liên quan đến ta sao? Hạ Thiên lười lắng nghe, ngắt lời Lạc Khả Uy, đám ngớ ngẩn các ngươi thừa dịp ta không có ở đây làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi không nghĩ đến mình sẽ chết sao? Việc đã qua rồi, chúng ta đến để hòa giải mà. Lạc Khả Uy vội vàng giải thích, chỉ cần các ngươi đưa ra điều kiện hợp lý, chúng ta tuyệt đối không trả giá. Nhưng các ngươi hoàn toàn không có chút thành ý hòa giải nào, ta còn có thể làm gì? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, thừa lúc Hạ Thiên không có ở đây, người phát động tập kích là các ngươi. Phát hiện đánh không lại, người đến hòa giải cũng là các ngươi. Từ đầu đến cuối, các ngươi không hề tôn trọng chúng ta, còn muốn chúng ta tiếp nhận điều kiện mà các ngươi đưa ra, không biết nên nói mặt các ngươi đủ lớn hay là đầu óc các ngươi không rõ ràng nữa. Các ngươi tưởng mình là ông trời sao? Lần này ta nhận thua, muốn chém muốn giết muốn dốc thịt tùy các ngươi. Lạc Khả Uy thở ra, ủ rũ cúi đầu, nhưng em họ của ta hoàn toàn không thể có chuyện gì được. Nếu nàng ấy chết, đến lúc đó không chỉ các ngươi phải bồi táng, chỉ sợ toàn bộ trái đất cũng sẽ bị chôn vùi. Tô Vô Song lạnh lùng nói, giết nàng ta, toàn bộ trái đất cũng sẽ bị chôn vùi. Ta không tin mấy chuyện đó, tiểu tử này chỉ sợ cố ý nói như thế. Kiều Tiểu Kiều nói, hắn ta biết tính cách của Hạ Thiên. Cho nên muốn khiêu khích Hạ Thiên ra tay với em họ của mình. Trên người cô bé này có khi cất giấu bí mật nào đó. Nếu chúng ta giết, nhất định sẽ dẫn đến nhiều thế lực vây công hơn. Lạc Khả Uy không nghĩ đến Kiều Tiểu Kiều lại đoán được kế hoạch của hắn ta chỉ trong mấy lời nói. Đám ngớ ngẩn kia muốn chết, vậy thì để bọn họ chết chứ sao? Hạ Thiên thờ ơ nói. Tính cách đứa nhỏ này vốn đã phản nghịch, lại bị người ta mê hoặc. Đã hư lại còn hư thêm là điều không thể tránh khỏi. Dạy dỗ một chút là được. Mộc Hàm mỉm cười nói với Hạ Thiên, chồng, chỉ bằng cứ giao nàng ta cho ta dạy dỗ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vợ tóc vàng, mấy đứa trẻ hư này có gì mà cần phải dạy chứ. Nhưng nếu nàng muốn, vậy thì giao cho nàng. Mộc Hàm gật đầu, sau đó mang Doris đi. Ngươi muốn dẫn em họ ta đi đâu? Trong lòng Lạc Khả Uy dâng lên sự sợ hãi. Nàng ấy là hậu duệ thần tộc, trên người lại có tóm lại, các ngươi tốt nhất nên thả nàng ấy ra. Hạ Thiên hờ hững nói, nàng ta không chết được đâu. Mặc dù trước đây vợ tóc vàng thường xuyên giết người nhưng trên cơ bản không giết nữ nhân và trẻ em. Nghe xong, trong lòng Lạc Khả Uy lại càng thêm lo lắng cho an nguy của Doris. Chỉ cần các ngươi thả em họ của ta ra, ta có thể mặc cho các ngươi xử trí. Lạc Khả Uy đành phải hạ tư thái xuống mức thấp nhất. Hơn nữa ta còn giúp các ngươi loại bỏ tất cả những thế lực tham gia vây công các ngươi còn sót lại. Kiều Tiểu Kiều nghe xong, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi mà còn tính toán. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ ta tiễn ngươi lên đường. Hạ Thiên xác thực không muốn rông dài với loại ngu ngốc như thế. Hắn còn muốn tranh thủ thời gian tâm sự với Kiều Tiểu Kiều nữa. Lạc Khả Uy nhìn thấy Hạ Thiên móc ra ngân châm đâm về phía hắn ta vội nói, khoan đã, Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không muốn biết người này là ai sao? Cái này tự ta nhìn là được, Hạ Thiên cười một tiếng, đâm ngân châm vào đỉnh đầu Lạc Khả Uy. Lạc Khả Uy còn đang định phản kháng, nhưng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hạ Thiên rất nhanh thu ngân châm lại, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Trong đầu hắn ta có tin tức gì hữu dụng hay không? Tô Vô Song hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, trong đầu tên ngốc đó ngoại trừ tiệc tùng thì chính là tiệc tùng, còn lại thì bắt người làm thí nghiệm, cũng chẳng có tin tức hữu dụng nào khác. Vậy có tin tức của người kia không? Kiều Tiểu Kiều chỉ vào người đã bị đốt não trước đó. Người này hẳn là vật thí nghiệm của xí nghiệp dược đó. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Tiểu Kiều cau mày. Vậy làm sao hắn ta biết đến sự tồn tại của Tiên Vân Đại Lục? Vậy thì không rõ nữa. Hạ Thiên nói, tuy nhiên, dựa theo ký ức của cái tên ngu ngốc này mà nói, hắn ta đến từ một giáo hội có tên là Ngu Giả Chi Trác đưa đến làm vật thí nghiệm. Tô Vô Song bất mãn nói, trước đó là thần dụ, bây giờ lại có ngu giả. Ở đâu ra nhiều tổ chức loạn thất bát tao như vậy chứ? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Trên thế giới này,
loại tổ chức bàng môn tả đạo như vậy nhiều vô số kể. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, có chút cảm khái nói, bởi vì người vốn thiên hình vạn trạng mà. Huống chi trên thế giới còn có vô số sinh linh không phải người. Tiếp theo, nàng có chút trầm ngâm, chỉ là ta cảm thấy hơi lạ, chẳng lẽ ngu giả chi chắc cũng biết đến sự tồn tại của Tiên Vân Đại Lục. Vậy thì cũng khó nói. Tô Vô Song vốn là người của Tiên Vân Đại Lục. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, từ tình huống hiện tại xem ra, Tiên Vân Đại Lục và trái đất nhất định có liên hệ với nhau, hơn nữa nhóm người Nguyệt Tỷ Tỷ cũng không phải nhóm đầu tiên, nhất định còn có vô số người thông qua khe nứt thời không đến đây, thậm chí không chỉ trong nước mà thôi. Biểu hiện Kiều Tiểu Kiều có chút ngưng trọng, ý của ngươi là, nước ngoài cũng có khe nứt thời không nối liền Tiên Vân Đại Lục. Điều này rất có khả năng. Phù Diêu tiên tử lên tiếng, chỉ là người phương Tây không có truyền thống tu tiên, cũng không hiểu biết về khe nứt thời không. Bọn họ chỉ dựa vào loại hình tôn giáo, cho nên bọn họ sẽ phong tỏa khe nứt thời không, coi chúng như cấm địa. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ cẩn thận, có chút lo lắng nói, như vậy, chúng ta lại càng phải nghĩ cách tìm hiểu cho kỹ chuyện này. Bằng không, nếu xảy ra vấn đề, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Vợ Tiểu Kiều, nàng không cần phải lo lắng. Mặc kệ bọn họ từ đâu đến, có ta ở đây, nhất định sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương gì. Hạ Thiên cười nói, cho dù không tạo được tổn thương, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy buồn nôn. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, không biết sự tồn tại của nó thì cũng thôi. Nhưng nếu đã biết, cách tốt nhất chính là một lần quét sạch. Tô Vô Song nói, chỉ là trước mắt chúng ta không có đầu mối. Nếu không, mình cứu tỉnh người này lại hỏi một chút. Vừa rồi người này bị thiêu chết, còn có thể cứu được sao? Kiều Tiểu Kiều hơi nghi hoặc một chút. Hạ Thiên liếc mắt nhìn qua người đang nằm dưới đất, cười nói, vợ Tiểu Kiều, nàng nói vậy là không đúng rồi. Chồng của nàng không có cái gì là làm không được, cứu sống người chết cũng chẳng phải việc khó. Kiều Tiểu Kiều nói, nhưng não của hắn ta đã bị đốt đến không còn. Không sao, Hạ Thiên lười biếng nói, nếu là trước đó, khả năng có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, nó chỉ là việc rất nhỏ. Lần này, Hạ Thiên có thu hoạch không nhỏ ở thế giới địa tâm. Quan trọng nhất chính là thu được tính linh văn, có thể giúp chuyển hóa kiếp lực một cách vô dụng dễ dàng. Hơn nữa, kiếp lực đối với nghịch thiên bát châm cũng có sự tăng lên rất lớn. Trước kia, hắn chỉ có thể cứu sống người chết trong vòng vài ngày, nhưng bây giờ, hắn có thể giúp cho tế bào khôi phục một cách nhanh chóng. Đương nhiên, hành động này cần tiêu hao rất nhiều kiếp lực. Hạ Thiên đâm ngân châm vào đầu người kia, băng hỏa kiếp lực thông qua nghịch thiên bát châm rót vào trong đầu hắn ta. Cái đầu vốn đã bị đốt thành tro, bây giờ lại nhanh chóng khôi phục sinh cơ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục sức sống, chậm rãi biến thành bộ dạng như lúc trước. Những bộ phận khác trên cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn sống lại một con mắt. À, nửa phút sau, người kia rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Sau khi nhìn thấy mặt Hạ Thiên, đầu tiên là do dự, sau đó hắn ta la lên, ngươi, ngươi chính là Hạ Thiên. Quá tốt rồi, ngươi mau đi cứu. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Hạ Thiên khó chịu vỗ đầu người này, mặc dù ngươi vốn không có bao nhiêu đầu óc, nhưng tổn thương cũng đã khôi phục lại rồi. À, người kia nghe xong, lúc này mới giật mình hiểu ra ta không sao rồi. Còn không phải sao, Hạ Thiên nhếch miệng. Người đang chất vấn y thuật của ta. Người kia sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, ta đã sớm biết ngươi là thần y, chỉ là không nghĩ đến lại thần đến trình độ này. Không thần thì còn có thể gọi là thần y sao? Hạ Thiên hờ hững trả lời. Được rồi, vào chính để đi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nói, bây giờ ngươi không sao rồi, ngươi có thể nói mục đích ngươi tìm Hạ Thiên ra, còn việc ngươi là ai nữa? Người kia dường như có chút không được thích ứng. Im lặng vài giây mới giải thích ta là Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên, ngươi còn nhớ ta không? Nhiếp Tử Hùng, Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều ngồi trên ghế salon, thuận miệng đáp lại một câu, là ai? Kiều Tiểu Kiều cũng lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn nói với Hạ Thiên, chồng, chàng quên rồi sao? 12 năm trước, Vấn Thiên Quân đã từng phái một số người đến bắt Nguyệt Tỷ Tỷ, trong đó có một người tên Nhiếp Tử Hùng. Nhưng hình như Nhiếp Tử Hùng đã bị Bách Thiên Lang đoạt xá rồi mà. À, hình như là có người như vậy. Nghe xong, Hạ Thiên đúng là có ấn tượng. Kiều Tiểu Kiều nói tiếp, thời gian trước,
Bách Thiên Lang đến thần tiên đảo tìm chúng ta, chính là muốn chúng ta cứu phân thân của hắn ta ở trái đất, cũng chính là Nhiếp Tử Hùng. Nhiếp Tử Hùng cười khổ, chính xác mà nói, ta không phải phân thân của Bách Thiên Lang, mà là tiếp nhận thần thức căn tử của hắn ta. Hắn ta có thể cảm nhận mọi thứ của ta, khống chế tất cả. Không thể nào, ngươi chính là Nhiếp sư đệ. Tô Vô Song vẫn không tin được, lắc đầu nói, Nhiếp sư đệ không thích rông dài như ngươi. Hơn nữa hắn ta đã chết rồi mới đúng. Nhiếp Tử Hùng quay sang nhìn Tô Vô Song, ánh mắt hiện lên sự hoang mang, xin hỏi ngươi là. Ta là Tô Vô Song, Tô Vô Song đáp. Nhiếp Tử Hùng mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi, Tô sư muội, tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Rồi lại cảm thán, nhưng không thể không nói, bây giờ ngươi đẹp hơn trước kia nhiều. Hạ Thiên lười biếng nói, nữ nhân của ta đương nhiên là xinh đẹp hơn so với trước kia, hơn nữa còn ngày càng xinh đẹp. Nhiếp Tử Hùng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta. Bản thân hắn ta hoàn toàn không có hứng thú với nữ sắc, một lòng chỉ muốn theo đuổi thiên đạo. Trước đó ngươi nói trái đất sắp xong rồi, Thiên Vân Đại Lục cũng xong luôn, lời này là có ý gì? Kiều Tiểu Kiều thấy hai người trò chuyện cả nửa ngày cũng không vào chủ đề chính, đành phải lên tiếng hỏi thăm, ngươi tìm Hạ Thiên để làm gì? Cái này nói đến có chút nghiêm trọng. Nhiếp Tử Hùng cười khổ, lông mày cau lại, nhưng ta cũng không có quá nhiều thời gian. Cơ thể này là do ta mượn tạm, hạ xuống hạt giống thần thức, sau đó dẫn phát hơi thở sa tăng, dáng chống đỡ cho đến nơi này. Vậy thì ngươi bớt nói nhảm đi. Tô Vô Song thúc giục, ngươi không cần thiết phải giải thích nhiều như thế. Nhiếp Tử Hùng thu lại tâm trạng loạn thất bát tao, tiến vào chủ đề chính, sự việc phải nói đến hơn 40 năm trước, khi đó Bách Thiên Lang thu được một cổ thư tàn trang trong một bí cảnh ở Thiên Vân Đại Lục. Trải qua mấy năm tìm hiểu, hắn ta phát hiện bên trong tàn trang nói đến những thông tin liên quan đến chúng diệu chi môn. Cánh cửa này dường như liên thông trực tiếp đến chân tiên giới, nghe nói vô cùng lớn. Chỉ cần mở cánh cửa đó, con người có thể tiến thẳng vào chân tiên giới. Về sau, hắn ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích cánh cửa này khắp nơi trên Thiên Vân Đại Lục, nhưng đều không có kết quả. Cho đến khi hắn ta mở một ngọc giản ghi chép bí sử của Phiếu Miểu Tiên Môn, hắn ta mới tìm được manh mối. Đáng tiếc, khi hắn ta đang muốn nghiệm chứng tin tức bên trong ngọc giản, hắn ta bị Vấn Thiên Quân vây hãm, chỉ có thể trốn đến yêu vực mà thôi. Cho đến 12 năm trước, hắn ta phát hiện Vấn Thiên Quân dự định phái hơn 10 đệ tử tâm phúc đến trái đất. Càng quỷ dị hơn chính là, Vấn Thiên Quân cũng ẩn mình bên trong. Thế là Bách Thiên Lang đi tìm ta, gieo xuống một phần hạt tống thần thức của hắn ta vào trong đầu ta, để ta làm phân thân của hắn ta. Hạ Thiên nghe mấy chuyện này, chỉ cảm thấy nhàm chán muốn chết. Nhưng Kiều Tiểu Kiều và Tô Vô Song ngược lại nghe đến xuất thần, đối với chuyện mà Nhiếp Tử Hùng nói cảm thấy có chút hứng thú. Gương mặt Phù Diêu tiên tử không chút biểu cảm, bởi vì cố sự này, lúc trước nàng nghe được ở Phù Diêu giới rất nhiều. Chuyện xảy ra ở trái đất, ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi hẳn còn rõ ràng hơn cả ta. Nhiếp Tử Hùng nhảy qua những tin tức sâu ria, nói tiếp trọng điểm, sau sự kiện đó, Bách Thiên Lang thu lại thần trí của mình, sau đó bảo ta đến trái đất tìm kiếm tung tích cánh cửa. Ta đã tìm những 10 năm, mỗi một hơi hẻo lánh trên trái đất đều tìm qua một lần. Thậm chí còn đến thế giới địa tâm nhưng đều không có thu hoạch gì. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta và nữ nhân của ta vừa mới từ thế giới địa tâm trở về, ở đó thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là ngũ đế quá yếu, đánh chẳng đã tay gì cả. Linh khí trái đất ngày càng yếu, bọn họ tiến vào lòng đất cũng đã mấy vạn năm. Nhiếp Tử Hùng thuận miệng phụ họa, ban đầu, ngũ đế có khả năng phá hủy thiên địa. Bây giờ, bọn họ đều là hàng lởm. Ngũ đế thời đại thần thoại mạnh bao nhiêu chứ? Hạ Thiên hỏi, bọn họ đều đạt đến độ kiếp kỳ sao? Nhiếp Tử Hùng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ nữa. Kiều Tiểu Kiều thấy chủ đề lại bị lệch sang chỗ khác, liền ho nhẹ một tiếng, nói với Nhiếp Tử Hùng, tranh thủ nói chuyện chính đi, đừng kéo sang chuyện khác nữa. À, đúng. Nhiếp Tử Hùng vội vàng tập trung tinh thần, không dám tùy tiện nói sang chuyện khác nữa, hơn 2 năm trước. Trong lúc ta cho rằng cánh cửa đó không ở trái đất, ta rốt cuộc đã tìm được một manh mối. Thế cánh cửa đó ở đâu? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Nhiếp Tử Hùng không biết nghĩ đến điều gì, biểu hiện có chút khẩn trương, vô thức nuốt một ngụm nước bọt trong một chiếc hộp.
chiếc hộp, Kiều Tiểu Kiều có chút ngoài ý muốn. Tô Vô Song mờ mịt hỏi, người đang nói cái gì? Một cánh cửa to lớn làm sao có chuyện nằm trong một chiếc hộp chứ? Nhưng rất nhanh nàng nghĩ đến một khả năng, người nói cái hộp đó, không phải chỉ chính là trái đất chứ? Dĩ nhiên không phải, Nhiếp Tử Hùng khẳng định, chính là một cái hộp, lớn chừng bàn tay, không khác gì một cái hộp âm nhạc. Hộp như vậy có rất nhiều, nhưng cất giấu chúng rượu chi môn lại chỉ có một cái. Ta biết cái hộp đó rồi. Hạ Thiên nhớ đến hắn phát hiện một cái hộp âm nhạc trong thư phòng của Huyền Dương Tiên Đế ở Thiên Ngoại Thiên, trước đó tiểu tiên giới cũng có một cái, nhưng về sau đã biến mất rồi. Nhiếp Tử Hùng lập tức nói, đó là giả. Bên trong hộp giả chỉ cất giấu một luồng ánh sáng màu vàng. Nếu ánh sáng đó phóng ra ngoài, cái hộp sẽ vô tác dụng. Ngươi nói đúng, Kiều Tiểu Kiều gật đầu với Nhiếp Tử Hùng. Nhiếp Tử Hùng im lặng một hồi. Sau đó nói, cái hộp đó được một hội giáo chúng có tên là Ngu Giả Chi Trác cất giữ. Lúc đó, ta phải phí hết công phu mới tiềm nhập được vào bảo tàng của bọn họ, sau đó không cẩn thận mở ra một cái hộp, bản thể bị vây bên trong. Bởi vì không cách nào thoát thân, ta đành phát ra tín hiệu cầu cứu với Bách Thiên Lang, nhờ hắn ta nghĩ cách cứu ta. Kiều Tiểu Kiều nói, sau đó, hắn ta lại đến nhờ chúng ta. Khả năng cũng chỉ có như vậy mới có thể cứu ta. Nhiếp Tử Hùng cười khổ, không, hẳn chỉ có Hạ Thiên mới có thể cứu ta. Kiều Tiểu Kiều hỏi, cớ sao ngươi lại nói như vậy? Đúng, việc này có liên quan gì đến Hạ Thiên? Tô Vô Song vẫn không hiểu. Nhiếp Tử Hùng cảm khái nói, khi ta tìm kiếm tung tích của chúng diệu chi môn ở trái đất, Bách Thiên Lang cũng không nhàn rỗi, cũng tiếp tục tìm kiếm cổ thư tàn trang ở Tiên Vân Đại Lục, vừa tìm hiểu tin tức bên trên. Hắn ta phát hiện cánh cửa đó rất có thể có liên quan đến Nghịch Thiên Chân Kinh, cũng có liên quan đến vị Dạ Đế hơn 2 vạn năm trước. Ta biết Nghịch Thiên Chân Kinh, nó là một truyền thuyết cực kỳ cổ xưa và thần bí ở Liên Minh Tu Tiên. Phù Diêu Tiên Tử rốt cuộc nghe được chi tiết khiến mình hứng thú, không thể không xen vào, về sau, nó đã bị Dạ Đế chiếm lấy. Hắn ta đã chỉnh sửa lại nội dung của Nghịch Thiên Chân Kinh, tạo thành 4 quyển sách Dạ Thiên Thư. Nghe nói bên trong ghi lại công pháp, chỉ cần ngươi học được một môn trong đó, ngươi có thể tung hoành chư thiên vạn giới, xưng bá tinh hà vô tận. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, vậy hắn ta có làm được không? 2 vạn năm trước, hắn ta đã bị mấy trăm vị chuẩn tiên trong liên minh liên thủ đánh chết. Phù Diêu Tiên Tử thản nhiên nói, tuy nhiên, 4 quyển Dạ Thiên Thư của hắn ta lại không thấy bóng dáng, nghe nói chúng đã được hắn ta giải đến vô số giới vực. Đương nhiên, cũng có người nói chúng ta đã bị Chí Tôn Minh của Liên Minh Tu Tiên cất giữ. Bách Thiên Lang hoài nghi cái chết của Dạ Đế rất có thể là vì hắn ta biết cách mở ra chúng diệu chi môn. Hơn nữa còn ghi vào trong 4 quyển sách kia. Nhiếp Tử Hùng xoa mi tâm, trán dần dần đổ mồ hôi, cho nên Liên Minh Tu Tiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn ta, còn hủy đi 4 quyển Dạ Thiên Thư của hắn ta. Có phương pháp tốt như vậy. Vì sao bọn họ không trực tiếp hợp tác với Dạ Đế chứ? Tô Vô Song nghĩ mãi mà không thông, như vậy không phải tốt hơn sao? Cũng không cần ngươi chết ta sống. Hạ Thiên mỉm cười, nói toạc ra điểm chính bên trong, vợ Vô Song, đáp án thật ra rất đơn giản. Đơn giản sao? Tô Vô Song quay sang nhìn Hạ Thiên, ngươi nói nghe một chút đi. Bởi vì đám ngớ ngẩn của Liên Minh Tu Tiên không làm được phương pháp đó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Dạ Đế kia lại có thể mở ra. Hắn ta vì muốn chọc tức đám ngớ ngẩn đó, cho nên mới cố ý ghi vào trong sách, truyền bá cho càng nhiều tu tiên giả. Kiều Tiểu Kiều không nhịn được cười, nói như vậy, tính cách của vị Dạ Đế đó có phần giống chàng đấy. Tuyệt không giống, Hạ Thiên nhếch miệng, nếu là ta không cần tìm chúng diệu chi môn. Bọn họ muốn tranh thì cứ việc tranh, ta muốn đến chân tiên giới, ta sẽ tự mình đánh ra một cánh cửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 198.